đầu má hai thứ tóc rồi. Rồi má đẻ con má ra. Con má vừa vô nôi là má vô hòm. Đau quá đây. Đau quá bác sĩ ơi, cho đè đi bác sĩ. Bác sĩ vô đè đi bác sĩ ơi. Trời ơi, làm cái gì mà đi qua đi lại chóng mặt quá à. Vô đây ngồi nghỉ đi. Em đau bụng mình đi cho nó bớt đau. Thì ngồi ở đây đi. Nhức cái đầu à. Chị gì vậy? Chị không đau bụng hả chị? À, đau bụng hả chị? Ủa có bầu bộ cũng đau bụng nữa hả? Ủa sao tôi có bầu mà tôi hết đau, tôi đói mà tôi ăn dữ lắm. Ăn miếng đi, ăn miếng nha. Chắc chị ăn cái thì chị quên đau luôn rồi đó à. Mà em hỏi nè, sao bản là ghi là 7 giờ làm việc mà bây giờ 7 giờ rưỡi rồi bác sĩ vẫn chưa có khám vậy chị? Trời ơi đừng có la trời. Ở đây tôi khám nhiều rồi, tôi có kinh nghiệm tôi biết. La quá một chút xíu nữa bà khó lắm nha, bà không khám cho mấy bà đó. Cho mấy bà tôi chiều luôn đó. Mà đau muốn chết luôn. À, sao mà không à, trời ơi à, để em đứng. Đau quá. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì mà ồn ào quá vậy? Trời ơi, con chị nó đang đánh tennis trong đây nè. Dạ, trời đất ơi, ai? Ai mới tới đây khám bệnh mà la lối sùm quá chị? Hả? Cũng chị nữa đó, cũng chị đó chị. Trời ơi, tối ngày chị đi khám bệnh mà chị tới chị la lối sùm à. Cái bệnh viện ta một cái chợ hả? Đó, coi đó tới rồi ăn uống hệt như cái nhà hàng hả? Làm gì kỳ cục khó coi quá. Nè, một mình chị á, chị ăn chị xả cả đống rác ra rồi đó. Tôi nói chị hoài à. Trời ơi, có bầu thì lâu lâu người ta đi khám một lần thôi. Bà ngày nào bà cũng đi khám á, lần sao vậy? Hả? Dạ không có, dạ em đi khám em sợ bị sình bụng, em ăn nhiều quá em sợ sình bụng á. Ủa là giờ bà đi khám sình bụng hay là đi khám thai? Dạ đi khám thai sình bụng. Trời, bây giờ nè, muốn khám phải không? Dạ. Dọn dẹp rác xong rồi ha, đợi đi cuối giờ chiều khám. Mệt quá. Ủa lần sau cô y tá? Là cuối giờ chiều mới được khám. Chiều mới được khám hả? Ừ. Ê ê ê ê ê, đâu hả? Đi ra ngoài mua đồ ăn thêm, đợi ăn tới chiều vô khám. Trời, trời. Bà vô bà xả nữa bà chết với tôi đó nha. Ủa mà bác sĩ sao nói là 7 giờ làm việc mà giờ 7 giờ rưỡi còn chưa khám? Thì tôi ghi làm gì, 7 giờ làm gì? Làm việc. Thì tôi làm việc khác. Việc gì? Trời ơi, nhiều khi tôi dậy nè, tôi phải đánh răng nè, súc miệng nè, rửa mặt nè, trang điểm dặm nền sơ sơ sơ. Trời ơi, chừng nào tôi ghi 7 giờ tôi khám đi rồi nói. Hối quá trời, da chưa kịp trang điểm luôn nè. Cái mặt bác sĩ mà chưa trang điểm đó hả? Mặt này là mặt mộc nha. Trời Phật ơi. Chưa có một tí mỹ phẩm nào trên mặt nha. Trời ơi, bây giờ đau bụng quá. Đau muốn chết luôn, vậy thôi khám cho tôi trước đi. Đau bụng quá, chờ cuối giờ chiều khám cho bà kia luôn nha. Trời ơi. Còn chị này, có đau không nói luôn? Dạ em không có đau. Bà không đau mà đi khám bụng chi vậy? Ôi da, trời ơi bác sĩ nói chi giờ nó đau rồi nè. Ôi da. Đau phải không? Đau chưa? Đau chưa? Đau rồi, đau rồi. Ủa dạ. Chiều khám luôn. Trời đất ơi. Vậy tới rồi nè. Alo, gà lưng ôm hả? Anh còn gọi cho heo ngốc nghếch làm gì nữa? Trời ơi, anh nói gì? Anh đừng có nói gì hết trơn á. Anh nói tôi chảnh hả? Xin lỗi anh nha, anh thừa biết tôi là hoa khôi của trường mà. Ờ, chắc trường phục hồi nhân phẩm á. Chị này. Cái gì? Anh cứ tối ngày dụ tôi bắt Pikachu. Bắt ở đâu không bắt, rủ vô khách sạn bắt. Bắt làm sao giờ nguyên con Pikachu nó lọt vô trong bụng tôi luôn rồi nè. Trời đất ơi. Anh tính làm sao thì anh tính đi nha. Anh mà tính không được á, là tôi nghỉ chơi tôi bo xì anh luôn đó. Rồi, xong chưa cưng? Hết rồi chị. Hết cái phần độc thoại rồi hả? Ngồi chờ khám, chiều khám luôn đi. Mệt quá. Trời ơi. Ai giờ này cũng tối vậy. Chạy xe ra ngoài. Chạy xe ra ngoài. Chạy xe ra ngoài. Chạy xe ra ngoài. Trời đất ơi, đi khám bệnh hay là đi đua xe. Xin lỗi chị, xe mới đứt thắng chị. Em phải thắng trừ hao ngoài cổng vô đây để mới dừng lại đó chị. Thắng trừ hao ngoài cổng rồi hả? Dạ. Thắng trễ chút xíu nữa là lọt mất chiếc xe rồi đó.
đừng có gây lộn với nhau. Tụi mình gây lộn với nhau như vậy đó, ba đứa con trong bụng nó cười đó. Nhưng mà nó khó ưa quá chị thấy không? Thôi cầm tiền cho vui đi. Nhỏ này dễ thương lại liền. Nó nghe nè, hai chị em đi khám thai á hả? Gì? Nhìn vậy mà chị em, tôi ở đợi cho bà. Tôi tưởng mày bà nội bà không đó. Rồi bây giờ nè, cái chuyện chiếc xe nè, bây giờ tại sao bãi giữ xe ngoài kia không gửi, chạy vô đây rồi ai gửi? Không lẽ giờ tôi phải ra để đó đi, lát chị dẫn vô cho. Trời đất ơi, sao đâu, để đó đi, để đi thì được, không sao đó. Gì ghê vậy trời? Trời ơi chị, cái gì chị cũng làm được anh em. Em ơi, hết chỗ ngồi rồi. Chị tránh hoàng bên đi. Còn mấy bài nữa, có tay có chân không? Đứng dậy hết coi. Em, người ta vô trước, người ta ngồi trước là đúng rồi. Tụi mình vô sau mà, đừng có hỗn hỗn, người ta quánh từ hô mà thành móm kỳ lắm nha em. Để đó cho chị. Mấy chị ơi, nè. Ê, đồ đạc đó hết trơn rồi. Trời ơi, mấy chị ơi. Mấy chị ơi, nói nghe nè. Lượm được cái vỏ ngoài của ai ngoài đó nè. Coi trong đây có gì không? Đồ vậy? Của tôi mấy mẹ nè, đã xấu còn hôi của nữa nha. Nha. Trời đất ơi, thôi bây giờ trật tự được chứ vậy. Hả? Cái chợ hả? Em ơi, chị khát nước quá em ơi. Khát nước hả? Mua nước chị uống đi. Bây giờ nào không khát gì, đợi giờ đẻ khát vậy trời. Chuẩn bị khám nó khát quá. Trời, sao chị ngồi lặt rau ở đây vậy chị? Làm gì vậy? Mấy người muốn làm gì làm đi, chuyện của người ta. Muốn làm cái gì má qua gốc má làm. Chị làm chuyện riêng mà làm cái chánh điện gì chị? Trời đất. Trời ơi. Trời ơi, trời bếp còn nó thấy ghét không trời ơi. Cái đầm bả mặt trùng áo cái nồi lẩu luôn á. Trời ơi à. Quá trời đất ơi. Rồi bây giờ lấy nước uống đi. Ở đợi gì đi. Chê, có bầu 9 tháng sắp đẻ nó còn đi mua nước cho bả nữa. Thôi nán đi cưng. Căng tin lầu mấy vậy chị? Lầu 15 á. Ở đây lầu mấy? Lầu 1. Đi thang máy cho lẹ. Bệnh viện làm gì có thang máy. Sao vậy? Bệnh viện nào không có thang máy? Em phải đi bộ 14 lầu hả chị? Đúng rồi, biết sao không? Chị có đề xuất làm thang máy mà 15 năm nay chưa có thang máy luôn em. Trời đất ơi! Đi đi! Em đi bộ 14 lầu uống nước cho bà. Đi đi rồi dễ sanh dễ đẻ. Con ơi mẹ xin lỗi, con mẹ ngu quá. Mong là tới đời con có thang máy. Trời ơi! Trời ơi, ông định trật tự hết chưa? Dạ, kính thưa tất cả các chị bầu thân mến. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Đó là kỷ niệm 15 năm ngày thành lập cái bệnh viện này. Và cũng như là 15 năm cái bệnh viện này chưa hề có thang máy. Vì vậy, thay vì đó mỗi ngày chúng ta đến đây bốc số để làm cái gì? Để vô khám bình thường phải không? Thì hôm nay bốc số rồi, phải chơi một trò chơi mới được vô khám. Đó là chơi kêu số lô tô. Có nghĩa là bốc số xong mình hát bài hát tương ứng với cái số đó hả? Đúng rồi. Cái bài này chắc hồi xưa bác có làm lô tô nè. Đúng rồi. Bắt đầu. Mời người đầu tiên, Quỳnh Văn Thịnh. Dạ. Mọi người ơi, em vẫn là heo ngốc nghếch nha mọi người. Kêu lộn rồi, em khám đại chứ em vẫn là heo ngốc nghếch nha. Quỳnh Văn Thịnh. Dạ. Phải em không? Dạ em là heo ngốc nghếch. Dạ. Heo ngốc nghếch thì đi về tới khám thú y. Thịnh heo ngốc nghếch. Dạ. Mời bốc số. Số gì ra cờ ra con mấy, con mấy gì ra, mấy gì ra. Búp bê bằng bông biết bay bay bay. Búp bê biết bò biết bắt biết bơi. Búp bê bằng bông bên bằng bướm bướm. Bướm bướm bên bông bò bằng bay bay. Còn số 2. Còn số 2. Còn số 2. Còn số 2. Lần đầu tiên tôi nghe hát nhạc thiếu nhi bằng bolero đó. Hay quá. Công nhận nha, Cưng là một người rất là thông minh. Thế nào con sanh ra cũng thông minh và kháo khỉnh cho coi. Em cảm ơn chị. Rồi. Chị ơi chị nè. Em mua nước xong cho chị nè chị ơi. Nhanh đi Cưng để chị khám đó. Rồi Thịnh ơi, Cưng vô đây khám thai phải không? Dạ không có. Em vô đây em phá thai. Trời. Con. Mẹ. Mày nghĩ sao vậy con Nguyễn? Đứa nhỏ trong bụng mày, nó chưa có nên hình hài dốc dáng gì hết trơn á. Mày phá nó rồi con. Mày có tin người không vậy con? Rồi mày làm vậy á, thí dụ nhẹ đó thì mày vô sinh. Còn nặng đó, mày chịu nghiệp quả báo tới đời sau chưa hết đó con ơi. Thôi bà bình tĩnh lại đi. Con xin lỗi mẹ.
Mà mẹ là ai vậy? Mẹ là người đi đường, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha. Con có điện thoại nữa nè. Ê, alo. Chửi anh còn gọi cho tôi làm gì nữa hả? Chửi nó kêu mày phá thai mà chửi nó cho tao. Anh nghĩ sao tôi bỏ con tôi? Chửi nó. Tôi bỏ cái mặt của anh á. Đâu? Anh là... Đúng rồi, chửi đâu đây? Chị chửi phụ cho. Chửi. Điện thoại con gần hết pin rồi, chửi bốn chữ thôi nha. Bốn chữ không? Chửi bốn chữ là cái đồ... Chửi đi, chửi. Cái đồ dạng sự như ý. Trời ơi, lộn. Thấy cái liền tết kìa, lộn. Cái đồ con nít có bầu. Trời ơi, con chửi con đó. Trời ơi, tao chửi mày, xin lỗi. Cái đồ làm nó có bầu. Ừ. Ở gì có gì? Giả nhân giả nghĩa. Đồ độc ác. Ê, bà có đi học không? Người ta kêu chửi bốn chữ mà. Đồ độc ác ơi. Trời ơi, đất ơi, gì mà bắt bốn chữ. Cái đồ tháng năm rực rỡ. Trời ơi, phim mới coi hôm qua. Bà này sàm vậy thôi. Cái đồ thành kính phân ưu. Hey. Chửi, chửi chị. Chửi. Cái đồ con chiên dương sao. Trời ơi. Bà ăn không à. Gà khóc chết rồi. Alo. Trời ơi, anh chết chìm trong cái nồi lẩu luôn rồi đó. Mấy cô ơi, mấy cô bây giờ con biết rồi, con hứa là con sẽ đẻ đứa nhỏ ra. Con cảm ơn mấy cô mấy chú nhiều nha. Con bích lòng hai chú. Ở đây hai chú con. Con nói một câu bích lòng cả đám đó con. Con cảm ơn mấy cô. Con về con kiếm gà ngốc nghếch để con xây dựng gia đình. Tạm biệt mấy cô nha. Về đi con, về. Hy vọng là đứa trẻ không giống con nha. Con nghiệp nhỏ dễ sợ bà y tá. Khám. Tội nghiệp ghê. Em ơi, chị dạ. Thắt nước quá em ơi. Em nó đổ rồi. Là em tức của em quăng rồi chị. Thôi, khát nước quá. Đi lấy cho bà ly mới đi. Trời, đi nữa đó hả? Mua chị ly khác đi. Chị y tá căng tin lầu mấy chị? 15. Ở đây lầu 1 đi bộ 14 lầu phải không chị? Sao biết? Cái nào nhục nhục em nhớ rõ lắm chị. Ừ, đi đi. Con ơi, mẹ lại ngu lần nữa. Hy vọng tới đời con có thang máy nha con. Chị nào có tàu điện ngầm mới có thang máy. Mệt quá à. Mời ngồi tiếp theo. Lâm Quốc Khải. Ê, em được khám rồi. Ai có chân? Rồi. Em đau quá. Rồi, cảm đau đừng bóc số lẹ đi. Rồi, Lâm Quốc Khải bóc số. Số gì ra, cờ ra, con mấy còn mấy gì ra, mấy gì ra. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau, gần nhau là nhớ, xa nhau là cười. Con số 3. Trời ơi, con số 3. Cái gì vậy? Trời ơi, con số 3. Số 3 rồi hả? Trời ơi, gì mà gia đình gì ngược ngạo vậy? Xa nhau mới cười. Dễ sợ hả? Thích cải lương lắm phải không? Ta biết hay vậy. Trời ơi, nghe nói chuyện vô dây là chị biết liền. Chị cũng thích cải lương lắm đó. Hả? Chẳng hay tiểu thư tên gì? Sơn ca. Sơn ca. Sơn ca ơi, em nằm đây. Trời ơi, Sơn ca nó nằm băng ca rồi. Gói trọn tim này. Nó bị đau tim hả? Chờ nghe lời anh ru mộng. Bà bị mộng du đó. Chẳng hay hoàn cảnh gia đình Sơn ca ra sao? Quyền quan ơi thân khai, vợ chồng phòng không chiếc bóng sớm tối quanh hiu chẳng quay bầu bàn tuổi vẫn đang coi buồn trong canh gián còn bị vô quan chứa cấp độ gian bơi người ám hại em phải làm sao nhờ quan đói thương tên. Ê, trời ơi, có sao không? Rồi, đi vô trong liền. Vô luôn. Đẻ luôn. Vô đẻ luôn. Nói thương tình là vô phòng số 9 nha. Trời ơi, rồi. Đưa có người tiếp theo đi, lẹ đi nè. Tiếp đi. Nguyễn Chí Cường. Trời ơi. Tôi á. Gái tên Nguyễn Chí Cường. Trời ơi, bà đi. Lẹ rồi, bóc số. Bóc Nguyễn Chí Cường, bóc số. Số gì ra, cờ ra, con mấy còn mấy gì ra. Con cò bé bé nó đào cánh tre.
đi đâu không hỏi mẹ. Ôi, biết đi đường nào. Còn số sao? Còn số sao? Còn số sao? Còn số sao? Giỏi quá. Trời ơi, hát đã rồi, răng số 6 rồi. Lịch sự đi nha. Hả? Mình đi khám bệnh thì mình phải tháo ra nha. Không có được. Tôi có lý do. Lột ra tôi khám. Lột ra đi chị. Thôi lột vô lòng. Lột ra đi chị ơi. Bộ đen hay gì vậy? Trời ơi bà ngoại. Giống thần linh ơi vậy. Trời ơi. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn để xảy ra chuyện về ra ngoài? 83. Trời ơi. 83 tuổi mà sao để có bầu? Sao vậy? Trời ơi ngoại bị dở kế hoạch con ơi. Trời ơi tôi ghét dễ sợ à. Trời ơi mà đi đâu mà để dính về vậy? Đi họp offline chị Đoan Trang. Trời ơi. Offline. Ừ. Trời ơi đông lắm, fan chị Đoan Trang đông lắm, không có nhớ. Trời ơi. Nhưng mà phải nhưng mà tại sao ra cái chuyện này? Trong cơn say ta đến bên nhau. Trời ơi ngoại ơi. Nhưng mà phải nhớ mang máng là ai chứ. Không có nhớ, nhưng mà cái mặt hao hao anh Hữu Quốc. Trời ơi ngoại gan thiệt luôn á ngoại nha. Chị ơi em muốn đẻ chị ơi. Ngoại ngồi đi ngoại. Bởi vậy á, con nói với ngoại rồi, ngoại lớn tuổi rồi không có được có bầu. Thì ngoại lỡ có bầu rồi con. Không được. Trời. Má. Con. Má nghĩ sao vậy? Lần nào mới lên mới thăm con cũng có chuyện hết trơn rồi. Má nhớ đợt trước mới lên thăm con không? Ta đổ thừa má cắp mấy lít gạo của ta. Trời ơi. Rồi bữa nay mới lên thăm con, rồi mới có bầu. Người ta đổ thừa má ăn cắp tả của người ta nữa. Rồi má nghĩ coi, đầu má hai thứ tóc rồi. Rồi má đẻ con má ra. Con má vừa vô nôi là má vô hòm. Bà nói như vậy mà nghe được hả? Bà có biết bà đang nói chuyện với ai không? À. Bà đang nói chuyện với má của tôi là má chồng của bà đó. Nhưng mà má đẻ ra rồi cái dòng cơ họ mình bị bôi trò trét trâu hả mình? Thì tôi sẽ nuôi. Con ơi con. Má tin sao? Con ơi má xin lỗi con. Mà con là ai vậy? Con là người đi đường. Giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha. Y tá khỏi hỏi luôn y tá. Má biết má sai rồi. Má xin lỗi con dâu. Dạ. Má xin lỗi. Bà cứu con trai bà khỏi đẻ luôn đó. Má xin lỗi con chị em bạn gì. Cảm ơn má. Rồi mời má vô trong luôn nha. Cầm nón vô. Phòng số 10 nha má. Cảm ơn rồi, con. Rồi rồi đi lẹ lẹ má ơi. Trời ơi à rồi. Ui. Ui da ui da. Em 9 tháng 01 ngày. Bác sĩ ơi cho em vô khám nè. Rồi Trần Minh Dũng. Cái gì Dũng, Trần Minh Dũng. Trần Minh Dũng là em, Trần. Ủa? Minh Dũng là em. Em là Minh Dũng hả? Dũng. Em Minh Dũng. Trần Minh Dũng bóc số. Số gì ra cờ ra con mấy con mấy gì ra. Mấy gì ra. Ghé bên Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Anh Đào ơi. Cái tách anh ngưng đi. Em bị khó vô dây anh hiểu không? Trời ơi. Bây giờ mới để em tự hát cha em tự canh dây em luôn nha. Vô lại đi. Vô. Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ, nói vui đôi bờ sông Hậu Giang. Sóc Trăng đón chờ nghe lời rao, cô nàng bán bánh ngon mua giùm em bánh bia Vũng Thơm. Vô. Từ chối đành sao lời rao chân thật. Từ chối đành sao vì ngọt đất quê mình. Ơi nhớ thương mình nhiều. Đêm nằm chợt nghe thao thức. Không biết giờ này mình ngủ chưa. Em ngựa em ghép hai bài giờ em có số nè chị.
Chị nói thiệt, hồi nãy em hát bài, hồi nãy hát luôn á là em đẻ hai đứa rồi đó. Nghe cái chứ mình nhấn số 9 là vô đẻ rồi. Trời ơi, bà đặt ngựa mát sức chi giờ nghỉ đẻ luôn rồi. Dần sao chị? Em ơi, chị khát nước quá. Chị chưa được uống nước. Em mua nước cho chị rồi. Nó đổ rồi. Hồi nãy em tức em quăng nữa hả chị? Trời ơi. Trời ơi. Giờ đây mình đi mua nước cho nó hả? Mua đi. Giờ đây là 15, lầu 15 là căng tin, đây là một đi bộ 4 lầu nữa phải không chị? Sao vô đây ăn cắp hả chị, em biết hết trơn vậy? Nhục nhục là em nhớ rõ lắm chị ơi. Đi đi. Con ơi, mẹ lại ngu lần thứ 3. Chưa có tàu điện ngầm mà ngu hoài. Đúng rồi, mong đời con có tăng máy rồi. Đúng đi đi. Rồi, người tiếp theo. Nguyễn Huy Thanh. Hả? Anh Thanh. Dạ không phải, Diệp Thanh Thanh đây ta. Nguyễn Huy Thanh lên qua lẹ nè. Rồi, mời chị Nguyễn Huy Thanh bóc số. Số gì ra cờ ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Kể từ lúc em đây có bầu là biết có thai rồi nha. Rồi sao nữa nè? Ngay từ khi em biết em có thai, em biết em có bầu. Kể từ lúc em đây có bầu là biết có thai rồi nha. 23. Bà đảo cái bầu với cái thai tới lui hai lần bà ra số à? Dạ 23. Bà hát một bài quê vốn luôn cái bầu còn đó luôn á. Dạ. Rồi, vô trong stan đi. Ôi da, ôi da bác sĩ. Sao vậy? Ôi, ôi em đau quá. Sao vậy? Ôi, đứng lên, đứng lên. Bác sĩ em đau quá bác sĩ. Đi vô stan chị. Stan rồi. Bác sĩ em ăn miếng, em ăn miếng, em đau bác sĩ. Ăn cái gì nữa? Cái gì vậy? Rau câu dừa, rau câu dừa. Trời ơi à, xanh nở ăn rau câu dừa làm chi? Dạ cho nó trơn trơn dễ đẻ. Trời ơi, đi vô lẹ đi đi. Thẳng vô. Ôi da. Anh lên đi thẳng vô. Đó. Mệt muốn chết là người cuối cùng. Lữ Hoàng Gia Bảo nè. Em ơi, chị chưa chuẩn bị tâm lý em ơi. Chị chưa. Tới chị. Chị chưa chuẩn bị tâm lý. Đợi bà thôi nôi rồi bà mới đẻ hả? Hả? Ủa? Tất cả những con người đi qua đời chị hết rồi hả? Qua đời hết rồi chị. Bây giờ sao? Tới số chị rồi đó. Tới số rồi hả? Ừ. Diêm Dương cho em xin số đi. Diêm Dương. Y tá chứ phải Diêm Dương nha. Dạ, dạ, dạ. Cho xin cái số đi. Bóc đi. Dạ, cảm ơn. Rồi, Lữ Hoàng Gia Bảo bóc số. Số gì ra cờ ra con mấy, còn mấy gì ra, mấy gì ra. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông. Hay quá. Bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng của một dáng hình, đứa con hồn nhiên sẽ lớn dần. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi ta sinh ra con. Ê, thái độ gì vậy? Cái bụng mình không vỗ nơi đã sinh ra con. Vỗ vô đây nó động tại sao? Rồi, tôi mới có 4 tháng rưỡi mà. Vậy cái chân nó để không làm cái gì? Lây là nơi đã sinh ra con. À, hiểu nó rồi. Đúng mà. Sự động thai. Ừ. Mượn cái chân vỗ nơi đã sinh ra con. Trời ơi, thông minh quá trời luôn á. Chưa có số á. Này con yêu ơi, con lớn khôn. Số 4. Số 4. Đứa con cục ngủng luôn hả? Đúng số 4 luôn nè. Trời hay quá hả? Hên ghê không? Ủa đây đây nè. Rồi, hát hay quá, đi vô trong khám. Chưa uống đi. Nước, chưa vô được, chưa uống nước. Chị ơi, mua nước cho chị rồi nè chị ơi. Em ơi, lẹ đi em ơi, nước đâu em? Trời ơi, mày ẵm con ai vậy? Trời ơi, sao đi bắt cóc con người ta? Con em đó. Cái... em đẻ rồi, thấy cái bụng chập lép không? Trời ơi. Sao? Trời đất ơi. Nó đeo bao tay, nó đeo bông gòn trong lỗ tai luôn rồi chị ơi. Vậy chị, rảnh rảnh tháo giùm em. Ù ù khó nói chuyện quá chị. Sao vậy, sao vậy? Nó nghe nè, em đi bộ 14 đồng mua nước cho chị đó. Ừ. Đi ngang lầu 8 đầu bụng vô đẻ luôn rồi. Trời ơi. Rồi. Bác sĩ nói giờ làm như là siêu âm, nói là như em đi bộ nhiều quá em khỏe làm sao đó. Để con xong cho về quê khỏi là bệnh viện luôn. Sao nó nói, hay vậy? Dạ. Nhưng mà bây giờ chị khát nước quá à. Nước nè. Nước đâu? Nãy em đẻ xong em mệt uống hết của chị rồi chị ơi. Lấy nước chị uống em mua đi, tiếp đi chứ. Trời đất ơi. Đi đi, ráng đi đi. Con ơi mẹ xin lỗi con. Con mẹ... anh nằm ở đây đẻ rồi nhìn cái bụng hoài. Em đẻ với con gió thoát qua em không nhớ đẻ rồi luôn á chị. Con ơi mẹ xin lỗi con. Mong là tới đời con có thăng máy rồi. Chị có làm mẹ nó nghe nè. Dạ. Biết lầu nào không? Lầu mấy?
Lầu 3. Dạ. Lên lầu 3 có canteen đó. Chị ơi, chị chưa đẻ, chị sản phải không chị? Sao? Em nhớ chị nói lầu 15 á. Đâu có, bệnh viện này tầng nào cũng có canteen hết á. Tầng... Nín con. Lấy con em khóc phẫn nộ, chịu trời chị. Ơi. Sao nãy nói lầu 15? Lầu 15 nhà chị thầu cái canteen đó. Sao chị ác dữ vậy chị? Trời ơi, em phải cảm ơn chị, em đi tới đi lui giờ mẹ tròn con vuông nè. Thế mệt chị quá. Đi đi. Cái gì mà ồn ào như cái chợ vậy? Gì nó trưởng tới. Thằng Dũng. Nghe. Thằng Dũng bước qua đây. Trời ơi, bữa nay mày bày đặt chơi cái trò giả gái này nữa hả? Coi đó, hồi xưa á, con tôi nó mới có hờm hờm mà qua đây chơi với mấy người riết rồi, bây giờ nó chín luôn rồi đó. Cũng mày không, mấy cái người này về thuê đất á, tao nói là không có được rồi. Cái mày nói ôi, thấy người ta tội nghiệp lắm, cho người ta thuê nhà người ta ở đi. Tội nghiệp đâu, đi ca hát gì 2-3 giờ sáng mới về, trang điểm thì lòe loẹt, ăn mặc không giống ai. Coi đó, rồi á, ồn ào náo nhiệt như cái chợ vậy. Chưa kể mấy cái bữa mà ế xô gì đó, cái bắt đầu gảnh ở nhà, không? Cái bắt đầu mấy bữa cái gảnh không biết làm gì, cái lấy cái nhà tôi ra trang trí. Để coi coi, bữa nay trang trí gì vậy? Chị? Trời ơi, bệnh viện hả? Bệnh viện phụ sản. Trời ơi, có khùng không? Tỉnh lại đi. Đàn ông sao đẻ? Mẹ! Khùng hết rồi. Tụi em biết là tụi em đâu có đẻ được đâu chị. Nhưng mà tụi em vẫn ước mơ một đứa con cho riêng mình. Dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo, cầu tre lắc lẻo gặp gần khó đi. Đó là những cái lời ru mà tôi dành riêng cho con của tôi. Tụi tôi có một cái ước mơ, đó là có cho mình một đứa con. Nhưng tất cả đều không thể nào thực hiện được. Vậy mà có những người khi sinh con ra rồi lại đem bỏ nó đi. Sao mà độc ác quá vậy? Mẹ ơi, con có lại gì đi nữa thì con cũng là con của mẹ mà mẹ. Họ cũng như con, mẹ kinh rẻ họ là kinh rẻ con đó mẹ. Ước mơ có một đứa con cho mình là ước mơ chính đáng mà mẹ. Dạ. Và ước mơ đó cũng chính là ước mơ của con. Mẹ không thương con hả mẹ? Cho dù ước mơ của chúng tôi không hại ai hết, như chúng tôi biết, mãi mãi ước mơ chúng tôi sẽ không bao giờ thành hiện thực. Mãi mãi ước mơ chúng tôi sẽ không bao giờ thành hiện thực. Trời đất ơi, ủa, làm cái gì vậy? Làm gì mà bữa nay vô nhà cô Út mà la lối âm sùm vậy? Tạp hóa sinh nhật. Sinh nhật của ai? Sinh nhật Nhân nè. Ủa, sinh nhật của thằng Nhân nè. Mà nghe nè cô Út, hỏi nhỏ này nè. Hôm bữa đó là ba thằng Nhân á, nó phát hiện thằng Nhân giống tụi con nè. Giống giống tụi con là giống sao? Là nhìn nè đó. Cô đuổi nó ra khỏi nhà rồi. Còn giờ nó đâu ra làm sinh nhật? Có, nó có đi ra khỏi nhà rồi. Nhưng mà nó hứa với cô Út á là bữa nay nó về nó dự sinh nhật, nó tổ chức sinh nhật, hiểu chưa? Ủa vậy hả? Mà bữa ba nó chửi sao? Không có sao đâu, đâu có ba nó ở nhà đâu mà chửi. Đừng đi có lo cái chuyện đó. Đi công tác rồi. Đi công tác hả? Vậy bữa nay là cái gì với chị em con quậy đúng không? Diệu. Quậy Diệu chị ba. Ê, cái mùi gì á? Hả? Cái mùi gì á? Trời đất ơi, khét đấy thấy chưa? Đồ ăn người ta đang nấu ở dưới tụi bay làm âm sùm, để tao vô tao coi nó khét rồi kìa. Mày nhớ ba thằng Nhân. Phận là con gái chưa một lần yêu, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường.
đĩa rồi. Cô gì đó ơi, bước vô nhà ta nhìn xa lạ quá vậy. Mấy người chắc bộ quen. Thiệt tắt luôn. Mày vừa lắm mà. Mày nói chuyện mày không có lễ phép gì hết trơn, để tao. Mày làm đi. Dạ thưa cô. Không thích nói chuyện với mấy đứa trẻ trâu. Trời ơi. Vừa cho mày. Ủa cái nào cũng vừa với bà luôn mà. Có người lớn ở nhà không? Không. Thấy tao chảnh lại không bà? Không có à. Ê, gì vậy? Có quan thịnh tụi mình hả? Cô ơi! Có người quan thịnh tụi con! Cô ơi! Cái gì vậy? Vậy ai? Mà nói không có người lớn ở nhà. Ai? Ai mà đem thù lùi vậy? Tôi thấy cô quen quen á. À, nhớ rồi. Anh Khanh phải không? Thằng Khanh nó chết rồi. Bây giờ là cô Khanh. Cô Lily Khanh. Hồi nãy nhìn tưởng Lâm Chi Khanh. Cái đó là bà chị của tôi. Trời ơi, chị Bảo ơi. Dạo này khỏe không? Khỏe. Rồi bây giờ làm gì? Đi hát. Đi hát hả? Hát đám ma. Trời ơi, sao xuống cấp dữ vậy? Biết sao không? Sao? Kể nghe. Sao? Đi hát đám ma. Lúc trước hát được lắm mà tuần nay hát khó khăn quá à. Ủa dạ, sao vậy? Nước ngập quá. Bữa nè tôi hát cái đám đó ngay cái ngày mà trời mưa lớn nhất đó. Rồi biết hả? Tôi ca múa tôi làm y xèo hết trơn. Quay qua cái hòm mất tiêu. Ủa chết canh. Ở đâu rồi? Nó trôi cái hòm đi mất rồi. Trời ơi. Tôi nói hả? 500 anh em tỏa ra đi kiếm cái hòm. Ghê vậy. Tới ngày mà tìm được cái hòm là tới ngày mở cửa mã luôn đó. Mà chưa hết đâu. Cái này mới ghê nè. Sao vậy? Mướn ông thầy Tụng về. Sao nữa? Đau thương lắm, nước ngập quá. Bây giờ không có chỗ mà đúng cái giờ tốt rồi. Tôi nói hả ông thầy đọc bài kinh để tiễn đưa cái hòm đi. Giữa ngã tư luôn. Trời ơi. Tôi nói trời ơi, nước ngập lên láng phải mướn cano cho ông thầy ngồi đó. Trời sướng vậy. Ghê lắm, tôi nói bà nghe nè. Thầy ngồi bên, cái hòm bên phải không? Mỗi lần chiếc xe tải mà chạy ngang nước rẽ ra một cái là cái hòm ở trên ông thầy ở dưới. Trời ơi, tình ơi. Chưa. Chưa nữa hả? Tải chạy ngang một lần nữa cái hòm ở dưới ông thầy trên. Chưa hết, lần cuối cùng mà xe tải chạy ngang một lần cuối là ông thầy văng vô cái hòm luôn đó. Ủa sao vậy? Mưa quá nó không thấy đường, nó đụng ông thầy luôn rồi. Trời ơi. Nhưng mà hôm nay nước rút rồi. Nước rút rồi hả? Em mới tràn được tới đây. Vậy sao? Hát cái đám ở gần đây nè. Mà hôm nay tôi đi vòng vòng, tôi mới bước vào ngõ nhỏ phố nhỏ, tôi mới thấy cánh cửa ngày xưa. Tôi nhớ là căn nhà này đã từng xảy ra một mối tình. Và tôi nhớ một người phụ nữ tên là Bạch Tố Trinh. Hả? Bạch Xà. Nên đi hai má. Bạch Tố Trinh. Đúng rồi. Và trong nhà này còn một người đàn ông nữa. Bạch Lạc Nhân. Không phải. Một người đàn ông khác. Bạch Lạc Quang. Ông ấy đâu rồi? Ông ấy đi rồi. Đi rồi. Lẽ nào bây giờ em phải hát cho đám ma của người em yêu sao? Trời ơi. Cái gì vậy? Ông đi là ông đi công tác. Trời ơi. Bực mình ghê vậy đó. Xin lỗi. Chứ bà tưởng không đi đâu. Cái bệnh nghề nghiệp của em. Ý bánh kem. Thì ghê. Trời đất ơi. Cái này mà có quầy hình mới liếm hết cái màn hình luôn đó bà. Bánh kem này đám dỗ ai vậy? Gì vậy trời? Vậy à, đám dỗ cái gì? Bữa nay là sinh nhật của nhân cháu tôi đó. Sinh nhật đó. Sinh nhật. Con của anh hai tôi. Ông có con rồi hả? Chứ sao? Đẹp trai không? Đẹp trai. Thôi, sẵn dịp hôm nay sinh nhật của cháu, Lily Khanh không biết lấy gì làm quà. Lily Khanh chỉ có lời ca và tiếng hát thôi. Lily Khanh quy tụ các bản bên kia qua đây hát được không? Quy tụ mấy con người đó hả? Thôi ôm sùm lắm. Ôm sùm lắm. Có gì hai đứa này nó minh họa cho. Hai đứa con minh họa được không? Ờ. Vậy thì chúng ta trỗi nhạc lên. Em xin lỗi. Cái nhà bên kia cái xác nó chịu liệm rồi, nó trỗi nhạc lên rồi đó. Thôi bây giờ em hát lẹ rồi em đi nha. Chứ đây không kịp. Hát đi, hát đi. Trỗi nhạc lên. Anh ơi, ba nén hương trầm anh xin dám hồn á.
À, thằng anh hai. Ủa? Dạ. Bước ra. Dạ em đây. Có chuyện gì mà sầm nhà tôi quá vậy? Dạ này là ca múa vũ nhạc. Nhân dịp gì? Đám dỗ anh hai. À, không, sinh nhật nhân. Sinh nhật nhân. Tôi đuổi nó ra khỏi nhà từ lâu lắm rồi. Tôi đã dặn mấy người rồi. Mỗi lần tới nhà tôi chơi á, ăn mặc cho đàng hoàng tử tế. Nhìn lên mình coi, ăn mặc kìa, trai không ra trai mà gái không ra gái, giống bà cái thứ bỗng lại cái chứ gì. Hả? Ai vậy? Trời đất ơi, không nhớ anh hai. Anh Khanh ngày xưa ở xóm mình đó. Bây Khanh giờ... hả? Ừ. Trời ơi, bây giờ thành con gái rồi phải không? Anh hai vui không? Mãn nguyện không? Nhìn lại mình coi, người gì đâu mà nửa nạt nửa mỡ. Coi có giống con người không? Không phải con người thì là cái gì? Ông muốn nói gì tôi cũng được. Ông không được nói tôi nửa nạt nửa mỡ. Tại vì bây giờ tôi mỡ không hả? Cô làm cái gì vậy? Hả? Ám sát hả? Hả? Ám sát tôi hả? Anh hai, đây cái giỏ. Ta. Ê! Còn hai đứa kia nữa, ở đây làm gì? Đi về đi. Uổng biến nhà tôi thành cái đống hay sao vậy? Ba! Ủa? Nhân. Tại sao lại ba đuổi bạn con? Tao đuổi mày rồi mà. Mày có biết mày là nỗi ô nhục của gia đình mày hay không hả? Ở cơ quan biết bao nhiêu người, người ta cười chơi vô tao. Ta nói tao có thằng con bệnh hoạn. Trước mặt bạn bè con, ba chửi con là đồ bệnh hoạn hả? Con bình hoàng cho ba coi. Mày nói gì kỳ vậy? Ờ đẹp đó. Vậy được á nè. Ờ. Nó thích gì cho làm đó đi. Bệnh là nhân. I make cười xuyên phim. Chị vậy con? Tao tập cho mày chết. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Trời ơi. Anh ơi. Anh ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đánh đầu tôi vậy. Anh ơi. Chắc chắn sai lại. Không được đấm nó nữa. Dừng tay lại. Ông đánh tôi đau bà nè, mới đau đó. Chết kìa. Trời ơi. Con có sao không con? Rớt cái đầu tóc giả rồi nè. Con là con của ông hả? Dạ đúng rồi đó cô. Nhưng mà con không dám nói cho cô biết. Tại con sợ cô không nuôi con. Cô hãy để kể tất cả cho ba con biết đi. Kể cái gì? Tại ai mà cô ra nông nổi như vậy? Sao con biết chuyện này nữa? Con lén đọc nhật ký của cô. Trời ơi. Cô không kể đâu. Cô không kể? Không. Thì con kể. Vậy đi. Ngày xưa có một đôi bạn thân, một người tên là Quang, còn một người tên là Khanh. Chúng tôi cùng học một lớp. Tất cả những người con gái trong trường thích tôi hơn thích ổng. Bởi vì tôi ca hay, tôi múa giỏi và tôi có tài ăn nói ngọt ngào. Nhưng bù lại, tôi lại đem lòng tôi thích ổng. Rồi tôi thi trượt cuối cấp, ổng cùng tôi uống rượu thật say, say mềm. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được ở gần ổng như vậy. Tôi mạo muội, tôi dám nói điều này với ổng. Tôi nói là tôi yêu ổng. Tôi không ngờ ổng thức dậy. Ổng chửi rủa, ổng xa lánh, ổng bắt giết tôi. Giờ anh đã mất những phút vô tư thuộc nào. Từ khi em đã mất những anh đừng có nói gì nữa. Quả thì con ngờ anh là có người như vậy. Anh đúng là có bệnh hoạn. Tôi biết anh. Tôi biết anh. Tất cả vì những lời xa lánh, kỳ thị của những người đàn ông rặt trong xóm. Qua lời kể sao nghe có bóng dáng ba mày vậy?
thì ba mày đứng kế ba tao đó. Thấy chưa, hồi đó kỳ thị người ta làm chi. Ghét cô nào trời cho của đó má ơi. Thôi nói nghe nè, gia đình của người ta đang xào xáo, hai đứa bay vô kiếm gì ăn cho ngập mặt đi. Ok, ok. Bay uống. Đây là chuyện của gia đình tôi, để tôi tự giải quyết. Anh hai, nói nhẹ nhẹ thôi đừng có nặng lời với người ta anh hai à. Dù sao đây là cũng là người ơn của anh hai đó. Ơn nghĩa gì ba cái thứ đó. Sao mà nói vậy? Trời đất ơi, thằng Nhân nè, nó nhảy xuống sông nó tự giận. Đó, rồi đó bả nè, bả đâu có biết bơi. Cái bả nhảy xuống bả cứu. Không biết bơi thì thôi, bà đặt chi vậy trời. Thấy không? Chưa hết đâu, cô Khanh còn có những cái khó khăn lắm đó. Tôi nuôi nó khó khăn như thế nào ông có biết không? Nhưng tôi vẫn lo lắng cho nó đàng hoàng, dù tôi không biết đó là con ông mà. Ngày hôm nay tôi nói ra chuyện này không phải là tôi muốn trách hờn gì ông. Tôi chỉ muốn ông biết một điều, những người như tôi khổ lắm. Con ông hãy yêu thương nó, san sẻ với nó, hãy hiểu những tâm tư tình cảm của nó. Đừng đánh đập, đừng đuổi xua. Xưa cũ lắm rồi ông à. Dù có như thế nào, nó vẫn là con của ông. Nắm tay nó đi. Con mình mà, nắm tay nó đi. Tay tôi, chúng ta không thuộc về nhau. Lỗi Khanh. Ai? Con Chát hả? Dạ anh Chát nè. Cái gì mà đình làng nay rần rần vậy? Dạ mà con đi rau. Rau gì? Đi rau có vụ mặn thì mẹ nó có chữa đó. Rau kêu nguyên làng tới đây mình ăn phán. Cái mặt mày đâu rồi? Đây. Mày kêu tụi nó đi về hết cho tao. Bộ tụi bay rảnh lắm hả? Nhà tụi bay không có chuyện làm hả? Tụi bay kéo ra làng tụi bay coi xử. Tao ngồi tao xử bộ tao là khỉ hả? Cho tụi bay coi. Đi về. Ê. Ủa? Dạ con. Dạ mặt con đâu? Mặt con đây. Ây da. Tao nói bao nhiêu lần rồi, cái làng này không lên được cái làng nề nếp là tại mày. Nghe Chát nghe. Tao nhắc cho mày biết nha, cái làng nề nếp của mình đó ha. Những cái chuyện gì mà xấu xa thì mày phải biết giấu vô trong. Mày hê lên cho cả làng ra xử nó đồn khắp cái làng bên kia, chừng nào mình mới lên được cái làng nề nếp. Cụ ơi. Gì? Bên này nè, cụ đang nói chuyện với con bên này. Cái vấn đề á là mỗi lần mà làng mình có cái chuyện mà ai mà có chữa quan á là mình phải đi đồn cho cả làng tới đây mình ăn khoáng chứ cụ. Cái mỏ con đâu rồi con? Mỏ con đây, mỏ con đây. Dạ, mặt. Cái thứ ngục nghe không? Chuyện của xấu làng mình thì mày gói nó lại, ông bà mình nói tốt khoe xấu che, chuyện xấu thì giấu hết cho tao. Ủa sao kỳ vậy? Mỗi lần cũng vậy mà, mỗi lần ở nhà có ai có chữa là mình phải ra trong nguyên làng mình ăn khoáng mà. Bữa nay là không được, nhất quyết rồi, tao đã gửi hết công văn lên trên tỉnh rồi. Làng mình phải nhất quyết được lên làng nề nếp. Kể từ ngày hôm nay chuyện tốt của làng mình thì khoe ra. Chuyện tốt làng bên cạnh mà kéo mày vơ về đây cho tao, còn riêng chuyện xấu làng mình mày đẩy qua làng bên cạnh. Tao mắc cười vậy? Thì nhà mình có chữa thì nó có chữa, chứ mắc gì có chữa, ông nó có chữa rồi đi đồn làng người ta qua làng là mình làm sao? Mày cãi nữa tao dỗ mày với quýnh gôn nè. Nghe. Hai ông kia đâu, chức sắc trong làng đâu hết rồi. Ai biết đâu, hẹn từ 8 giờ mà giờ này gần 2 giờ chiều chưa thấy tới, nó quan quyền chức sắc trong làng. Mày về mày mời mấy người đó ra đây cho tao. Dạ. Mấy cụ ơi, cụ điếc ơi, cụ câm ơi, cụ điếc tới. Trời ơi, tao nói thằng này bởi vậy. Cái bộ trống này hư rồi thì mua bộ trống khác đi. Coi nè, đánh nó không có kêu gì hết. Mua cái khác đi. Tiệt. Dạ, để con đề cử với trên và mua trống à. Dạ cụ. Dạ. Gì? Này gõ có kêu. Không nghe. Anh xin lỗi. Dạ.
Cái thằng con ông Hương Câm đang bên đây, vậy ai nói chuyện với ông Điếc bên này? Dạ con. Mày là thằng nào? Con của ông cụ Điếc. Mày vô đây làm chi mày? Chỗ đình làng xứ án mày vô làm chi mày? Con mới nhận chức qua không biết hả? Chức gì mà sao tao làm cái hương cả trong cái làng này, chức sắc trong làng này tao không biết gì hết trơn hả? Cha con vô gửi con vô nhận chức ghi chép sổ sách. Thôi. Thôi. Cái gì mà bây giờ là chức sắc trong làng, ai muốn đưa người nhà đưa, ai muốn nhét người nhà nhét, tôi không con không cái tôi nhét đường nào? Thì ở nhà là tôi hết đồ ăn rồi, tôi mới qua đây kiếm đồ ăn mà. Tôi đợi ông Câm tới tôi hỏi. Cụ ai? Câm tới. Cụ Câm tới. Dạ, trong đình làng hết nhét người nhà rồi còn mang chó vô đây làm chi? Dạ, cụ ơi, không phải là chó mà là cụ Câm á. Cụ Câm hả? Cụ nói không được, cụ nói không được chứ không phải Câm. Dạ thôi xin lỗi cụ, ngang lâu quá ông gặp quên mất cái tiếng sủa của cụ rồi. Thôi đừng tức, hồi nãy là ông ra ông hát là tôi nghe ca từ của ông là hay lắm, xuất sắc. Ủa ông nghe được luôn á hả? Ông ca từ hay lắm, nội dung ý nghĩa. Rồi bây giờ nè, bộ ba chức sắc của làng có rồi, rồi bây giờ cái con mẹt với lại phú ông đâu? Con lỡ con mời có chức sắc trong làng không mà. Còn con mẹ với phú ông á là bữa nay con quên mời. Lên đây chát ơi. Dạ. Ừ. Cụ có gì dặn con hả? Cái mỏ đâu con? Dạ cái mỏ con đây nè. Dễ thương đi mà. Tao nói bữa nay lên là sử dụng con mẹ nó chữa quan. Mày mời ba thằng tụi tao chức sắc trong làng ra, mày không mời con mẹ với phú ông. Ba đứa tụi tao ra ngồi như ba con chó già giữ đình vậy đó hả? Mày đem nó đi sáo măng cho tao. Anh ơi, cái ba con chó già giữ đình là người ta đang chửi anh ơi. Có cha mày trong đó nữa đó mày. Mai mốt cụ có muốn nói gì á thì cụ dạy con từ từ. Dạy cái gì? Mày đi ghê, mày đứng ở đó nữa, mày ra mày mời con mẹ với phu ông ra đây. Thì nhà nó sát bên, chạy bẩn kêu cái là được chứ gì, có gì đâu mà gấp gáp. Mày cãi hoài. Tôi làm thì chúng chửi tôi khổ quá mà trời ơi là trời. Rồi còn ông nó đâu, ra họp kín cái coi. Bây giờ cái vụ con mẹt nó chữa quan, hiểu không? Mình xử cho lẹ. Đáng lý cái vụ này là tụi mình sẽ không có xử nữa, bởi vì mình đang muốn phấn đấu lên cái làng này nếp, hiểu không? Cho nên á bây giờ á mình phải làm sao để mà mình xử nhanh cái vụ này. Ông nói gì vậy? Này, lý do xử vụ này là tại vì phú ông nó giàu, mình moi được, ráng làm sao, phạt làm sao mà nó sạc nghiệp nó đó, tài sản mang về cho làng, làng chia cho tụi mình, hiểu không? Xử lẹ đi xong rồi ép nhẹm chuyện này suốt. Rồi ai rảnh dắt tôi về chỗ coi. Dạ con xin lỗi, con thưa ba cụ. Dạ chuyện nó là như thế này. Hồi nãy con dạo một vòng quanh khuôn viên nhà con, rồi con lượn qua nhà cụ, xong con đi vòng vòng quanh xóm, con đi quanh gốc đa, quanh làng. Con ngồi nghỉ mệt ở cái giếng, sau đó con chạy qua bên nhà của phú ông thì được tin báo rất là vui, rất là hoan hỷ là phú ông sắp chết. Bây giờ sao sắp chết thì khiêng cán tới đây để ngồi mà nghe xử. Dạ phú ông đang trăn trối bên nhà cho nên tiện thể viết một lá thư gửi cho ông, mời ông đọc. Ông chữ cao học rộng, đọc đi ông. Thập thấp xuống con. Dạ. Mày biết tao mùng, mày đưa chữ này mày kêu tao đọc. Dạ, ông hả? Bây giờ mày muốn cái gì? Thì sao đâu, tự nhiên biết ông chịu đưa cho ông đọc. Thì ông cao nhất ở đây kia đưa ông đọc. Ông không thấy đường hiểu không? Để người thấy đường người ta đọc. Tao không thấy đường ăn hết của nhà mày hả mày? Dạ, ông đọc cho ông nghe đi ông ơi.
Ai chọc ổng không xuống nữa vậy? Ủa cụ ơi cụ, cụ đọc xong chưa? Để dịch cho. Ủa nội dung cái văn tự đó làm sao vậy? Ông đọc à, ông đọc là ông nói là ông không biết chữ. Từ chữ mà đọc như thế vậy trời. Trời ơi, thôi cha đỡ rồi, cha đọc giùm luôn con cha ơi. Đây. Gửi ba ông, tôi là Phú ông. Bữa nay tôi bị kẹt, không khỏe, cho nên là có gì email tôi sao? Hả? Trời đất ơi, bây giờ xử mà có xử online, nó có gì email tôi sao hả trời? Ai biết cái ghi đi tôi đọc. Rồi bây giờ ba đứa ngồi ở đây làm cái gì? Dạ, cái vấn đề là Phú ông ở bên nhà thì bận, nhưng mà chị mẹ thì chị rảnh, chị đang đon đả, chị đi qua nãy giờ. Lôi cổ nó vô đây. Chị mẹ ơi, chị mẹ. Có chị mẹ. Mẹ xuất hiện. Rồi nó về luôn rồi. Làm như bà mẹ, bà không có thấy cái đình làng, bà chỉ thấy trai thôi. Bên kia đám trai bà nhào quánh liền. Bà mẹ! Có thị mẹ! Mẹ xuất hiện! Ê! Phóng à! Con mẹ! Mày nói cho làng biết tại sao mày có chữa? Dạ bẩm các cụ, chuyện làng dày nè. Đêm chưa ngủ, nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi. Đêm nó chịu nhà trọ buồn đơn côi, bóng dáng in trên thềm qua. Đi nhà trọ. Khoan. Dạ kính thưa các cụ, theo những hiểu biết của con, theo những tình tiết mà thị mẹ cung cấp, con dám khẳng định chắc chắn 100% rằng người gây ra cái bào thai cho thị mẹ đó chính là cụ Câm. Cái gì? Cụ Câm à? Cụ Câm, cụ làm cho con thị mẹ có chữa hả? Tại sao mà cụ chức sắc trong làng mà cụ không biết giữ hình ảnh, cụ không có biết giữ hình tượng của cụ? Đứa nào chọt chọt chảnh ra, đem cụ Câm đi đóng căn, chảnh ra. Quá đâu? Ôi cụ kề hung khí vào cổ tôi à? Cái gì vậy? Dạ. Mày ra mày dịch từ tiếng Việt qua tiếng Việt cho tao hiểu coi. Ông nói là thấy nhỏ hát hay quá cho nên đứng hát chung. Ông nội này ông điếc mà lúc nào cũng nghe trước người ta hết trơn á. Trời ơi là trời, muốn hát thì về nhà mở karaoke lên mà hát chứ mắc gì nhỏ đang kể tình tiết vụ án rồi nhào vô hát vậy trời. Đây là cái phiên xử. Con nè. Cái cây tao đâu? Cái cây tao đâu? Con mẹ nghe không? Tao nói cho mày biết nghe. Ngày hôm nay mà mày mà không có chỉ cho ra được. Mày mà không chỉ cho ra được người nào làm mày có chữa, tao đóng trăng mày, tao phạt dạ ba mày, tao phạt thiệt nặng, còn riêng mày tao nhét vô lòng heo, tao gọt đầu, tao bôi vôi, tao gắn lông vịt rồi tao thả ra ngoài sông nghe chưa? Con ơi, ông ngoại con ở nhà đang bệnh nặng hấp hối, còn mẹ thì bụng mang dạ chữa. Bây giờ chẳng những cái làng muốn biết cha con là ai, mà ông ngoại con cũng biết cha con là ai để trao lại tài sản. Mẹ buồn lắm con ơi. Mẹ buồn lắm con ơi. Con mẹ xỉu rồi. Mẹ xỉu rồi. Dạ thưa cả làng.
đứa con trong bụng của mẹ là tôi. Mày là con của mẹ luôn hả? Tôi là cha đứa bé trong bụng đó. Gì vậy? Khỏi lòng tôi chấn động. Bởi vậy bây giờ làng ơi, xin làng hãy phạt tôi đi mà. Tôi xin chịu tội mà làng ơi, làng phạt tôi đi. Mẹt ơi, anh có lỗi với em mà mẹt ơi, nên em chịu khổ như vậy mẹt ơi. Mẹt ơi, mẹt. Thôi, đừng buồn nữa. Tôi hiểu. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nỗi đau với tôi. Ừ, không sao đâu. Miễn sao ngày cưới của tôi có mặt là được rồi, nha. Nhớ có mặt ngày cưới. Dạ, con mời ông, có mặt ngày cưới của con. Đây nè ông ơi, đó. Nhớ có mặt ngày cưới con nha. Ủa cái này là gì? Tao đang xử án mà thằng kia thằng điên. Dạ. Tao đang xử án mà. Dạ tại vì cái này con phát thiệp cưới của con với là thi mẹt đó. Ủa là sao? Cái bầu đó là của tôi. Cha tôi định sẵn ngày cưới rồi đó. Đâu? Cái bầu trong bụng của mẹt là của tôi mà. Trời ơi. Của tôi. Nè nè ra đi. Hai đứa tụi mày đi ra kia. Đi ra đằng kia. Đi ra kìa, ông kêu đi ra kìa. Tao nói hai đứa tụi mày đó. Một hồi tao xử xong vụ con mẹt, tao xử tới hai đứa tụi mày với hai thằng quắt con nha. Đây, đây nha. Tao xử con mẹt xong tao xử tới tụi mày nghe chưa. Lỗi tụi mày lớn lắm nghe chưa. Cái bầu trong bụng của con mẹt là của tao. À, cái gì? Tại tao mù, tao không có thấy. Bữa hôm đó tao đâu có biết mặt cái con nhỏ đó đâu. Bữa nay mới biết là mẹt nè. Mẹt ơi em đâu rồi? Anh cho người đi kiếm em khắp nơi. Mà nào ngờ em ở gần đây mà anh tìm không, em mẹt không ơi, ra. Mẹt ơi, cái bầu. Cái bầu là của con. Mày tránh ra. Mày tránh ra cái bầu của tao. Đúng rồi. Cái bầu của tao. Ơi! Cái gì vậy? Dành con đúng không? Nè. Dành con, dành tài sản đúng không? Con ai bị con ngay nè. Con anh đúng không? Con tôi. Con anh đúng không? Cưới rồi. Con anh luôn đúng không nè? Dành con, dành tài sản đúng không nè? Tôi đưa tài sản cho nè. Trời ơi, có con có tài sản luôn. Trời ơi. Sao? Con cái bầu là của tao mà, đâu phải của tụi mày. Không, cha tôi định ngày cưới luôn rồi. Nè. Con mấy người nè, tài sản mấy người này coi đi. Đó. Tài sản gom gọn một cục vậy hả cha? Cái bầu giả đó. Rồi mấy người xử đi. Mấy người á đại diện cho làng đòi xử tôi mà người mù, người câm, người điếc không xử được cái gì hết. Nghe của cải nghe chia tài là bu vô chia. Muốn xử tôi đúng không? Tôi chỉ riêng làng xử mấy người. Trời ơi bây giờ chuyện này là sao? Cái cuộc xử này bây giờ làm sao? Ai có tiếng nói trong làng nói cho tôi nghe một câu coi. Em rất buồn vì em không biết đi về đâu. Sao quá ốc ơi. Sao vậy? Sao cái radio? Cái radio của mình nó cũ rồi, nên nó rè. Sao quá trời, làm cái hồn anh hai bay lên trời luôn. Bắt cái thang lên hỏi ông trời, cái hồn bay mất cái đời được không? Ông trời ông đó, ba hồn bị giết của thằng nào đây? Của anh hai tôi. Đây là giùm cái. Trả anh hai nè. Tuyệt vời, cảm ơn nha. Xuống đi. Ok. Sao tự nhiên bữa nay mang chiếc dài chiếc dép nhìn loạn vậy? Hai là lộn xộn đúng không? Nó đó lộn xộn vậy. Chứ út bị gì mà không mang đôi giày á, cứ đi cứ đá chiêu. Hai lụm cũng mệt lắm á. Cảm ơn út đã nghĩ tới anh hai. Thôi, dọn cái đống kia cho anh hai đi. Dạ. Để em coi thử hôm nay anh em mình nhặt được cái gì. Quá trời lon luôn út ơi. Wow. Ba lô đẹp ha. Ủa cái ba lô mới tinh mà sao ai quăng rác vậy? Thôi. Gì vậy? Coi. Cái gì thì bình tĩnh chứ trời, làm gì mà cái gì la làng dữ vậy?
Cái gì vậy? Léo lút Úc ơi. Tiền. Tiền. Nhiều lắm á Úc. Tiền. Nhiều lắm á. Nhiều tiền quá rồi mai mốt mình xài sao hết Úc. Bây giờ mình phải làm sao Úc? Úc ơi Úc. Mình có tiền mình làm gì Úc? Úc ước gì à? Úc. Từ từ thôi, nói cho nghe đấy. Úc sẽ mua một căn nhà, hai anh em mình khỏi ngủ ngoài đường nữa. Mọi ước mơ của Úc thiệt là đơn giản luôn á. Còn của hai là gì ạ? À, Úc, anh hai mua gà. Nghe rồi. Mua gà nhiều lắm, anh hai đi ngang mấy cái quán cà phê á. Mấy ông đó bàn với nhau, nói mấy con gà đó ngon lắm. Không mấy mua cho anh hai một con đi. Nghe rồi. Cho một phần gà truyền thống gia đình 5 miếng đi. Truyền thống hả? Ừ. Rồi, vậy là biết ước mơ của hai rồi. Cảm ơn Úc ơi. Mà thiệt sự là nhỏ lớn mới thấy nhiều tiền vậy á, anh hai rất là hoang mang luôn á Úc. Bây giờ nè. Hả? Bình tĩnh đi. Biết mà. Bình tĩnh. Ngủ một giấc. Sáng dậy tỉnh táo. Là nghĩ được mình làm cái gì liền. Đầu óc anh hai lúc nào cũng trong tình trạng tỉnh táo hết. Không cần phải ngủ đâu. Rồi ok anh tỉnh. Anh tỉnh. Ngủ đi. Trời ơi. Để đây luôn hả? Không xong rồi. Đâu rồi ta? Hai anh em, cho tôi hỏi là hai người có thấy cái ba lô màu đen của tôi đâu không? Đúng rồi, cái ba lô màu đen. Đá cầu anh hai ơi. Trời ơi, giờ này còn đá cầu nữa. Đâu rồi ta? Cái ba lô tôi đâu rồi trời? Cái ba lô có gì mà tìm dữ vậy trời? Trong ba lô nó có tiền chứ có cái gì? Thì ai không biết ở trong có tiền. Ý. Xin lỗi lỡ miệng, anh hai chỉ muốn hỏi là có bao nhiêu để đỡ đếm mà. Có 50 triệu. Ha. Đá cầu tiếp đi Út ơi. Xí nè, hai anh em học phải phù động. Mình ngưng chơi thể thao chút xíu nha. Ở đây tôi có cà phê xít. Nó có số điện thoại với lại địa chỉ của tôi á. Hai anh em mà có thấy cái ba lô của tôi á, gọi cho tôi liền nghe. Rồi. Tôi cảm ơn hai anh em nhiều nha. Trời chết rồi, cái ba lô của tôi đâu rồi ta? Bời, có nghe gì không? 50 triệu là nhiều lắm Út. Ê, nói nghe nè, anh hai sợ quá. Không ấy bây giờ, cái 50 triệu này anh hai tính là tối nay anh em mình xài hết luôn được không? Xài hết cho đỡ sợ chứ để cầm sao quá Út ơi. Xài hết sao được trong đêm. Vậy giờ sao? Nghe em ngủ một giấc, ngày mai tính. Ngủ đi. Ngủ đi. Để đây luôn hả? Cái ba lô á. Để em. Em cất tiền trong này. Ngủ. Mai tính ha. Mai tính. Khó ngủ lắm không? Em mở radio cho hai nghe nha. Mở radio đi. Có ghét anh hai thì nói một tiếng. Em xin lỗi. Coi như cái đùi em ở đây. Em vào kênh cho anh hai nghe. Mở radio nghe. Có thể thao đi. Nghe thể thao. Hay dữ. Sao cũng có 50 triệu trong đó vậy Út? Trùng hợp. Đổi kênh được không Út? Cái kênh này anh hai thích lắm nè. Anh hai thích ông thầy lắm. Đến với buổi tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề là luật nhân quả. Khi mà tiền không phải mình mà mình lấy là gì nè? Là tham lam vô vàng. Giống như là bữa tôi có bắt gặp một sự việc ngoài đời thiệt. Người ta đánh rơi cái ba lô mà gia đình gia trai kia lấy mà không có. Như vậy là nhân quả nó tới cái là có cái niệm. Giống như cái bài hát mà người ta hay hát đó là nhặt được một cái ba lô trả về cho chủ lòng không ngu phiền. Nhặt được giữ làm của riêng, làm ăn không khá bánh vẽ chạy xuống đời. Tắt đi Út ơi. Sao nói tới đâu nó sâu sát thực tế quá vậy Út? Út nghe, Út giác ngộ luôn. Không được đâu Út ơi, ông thầy này anh hai thích lắm. Ông nói gì là có cái đó hết trơn á. 50 triệu đó trả lại cho ông kia đi. Nhưng mà Út chưa có mua gà cho anh hai. Gà thì bữa nào ăn cũng được. Mà khó quá thì khỏi ăn chứ làm sao. Anh ơi, em có nhặt cái ba lô của anh á. Anh ơi. Sao vậy Út? Máy hết tiền. Trời. Sao nhiều ngạc nhiên quá vậy giờ sao Út? Còn cách mà hai. Cách gì? Trong này ông để địa chỉ ông nữa. Hai anh em mình đến địa chỉ của ông. Trả.
Được, được, đi, đi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ê, xe máy mà đi lùi kìa. Cái nào đây, cái bô đây mà chạy cũng được hả? Ê, nghe đó cá, không có bằng lái rồi cho cầm cái bô cũng không xong. Bạn làm được không? Dễ được. Ê, đứng lại. Hả hả? Đứng lại đó. Nói gì đứng? Tôi là cướp đây. Tôi nói cho bạn nghe. Nghe cho rõ, tôi nói cho bạn nghe. Trên xe. Ngon ngon ngon. Hả? Ăn cướp mà bạn với tôi. Đó là style của tụi tôi. Phong cách riêng. À, coi 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 coi. Nói lại nè, trên xe có bao nhiêu ve chai đưa hết cho tôi. Tôi cũng nói một lần, không nói lần thứ hai. Út ơi, ăn cướp không ai đi ăn cướp ve chai. Bạn, tôi đĩa bạn từ xa rồi. Tôi tính giật dây chuyền mà không thấy bạn đeo dây chuyền. Lên đây thấy có ve chai thì cướp ve chai thôi. Rồi, ve chai nghèo lắm, đâu có tiền đâu mà cướp. Bây giờ sao, có tiền hay không? Có. Hả? Đâu có tiền đâu. Năm triệu cái ba lô đó. Cái ba lô. Trời ơi, hay nói người ta biết 50 triệu trong đó sao? 50 triệu. Hồi nãy tôi tính sơ thôi. Cái đống ve chai này bán cũng được 50 ngàn. Giờ lòi cả 50 triệu. Vậy là hôm nay doanh thu của ai chúng mình sẽ được 50 triệu, 50 ngàn. Chia đôi. Nín cái ba lô đâu. Nín. Ê, bạn nói ai nín? À, đó. Bạn kêu ai nín? À. Bạn kêu anh của bạn nín nữa hả? Không, tôi đang giới thiệu tên của anh hai tôi là Hải. Hải. Một câu trả lời thật là trúc trắc trục trặc. Hải ơi, hỏi gì nè. Hả? Hải có ba lô. Ba lô mà ba lô quá. Ba lô ba lô. Ba lô ở đâu? Không có bận ba lỗ, nhưng mà có cái ba lô thiệt. À, Hải. Hai. Qua đây. Hả? Đứng yên đó. Bạn. Đúng rồi. Kiểm tra. Mình lập phút thì một tiếng. Đúng rồi. Ủa bạn. Bạn ổn không vậy? Mình đang cướp cho phải đi học. Kiểm tra cái ba lô. À, rồi rồi tôi hiểu. Kiểm tra. Bước ra. Đúng rồi. Có rồi bạn. Có gì? Có cái ba lô, còn trong cái ba lô là không có cái gì. Trời ơi, vậy là không có tiền. Có. Đi nha. Bây giờ không có tiền. Không có tiền thì không có ăn. Anh Hải ơi, đừng có bắt anh Hải tôi. Đừng mà. Đi. Út ơi. Đừng mà. Anh em tôi á, không có cha có mẹ. Ồ. Đừng có nói như vậy, người ta coi thường anh em tụi mình. Anh em tụi mình là có cha có mẹ, mà cha mẹ không có nhận thôi. Anh thấy không? Anh tôi như vậy, mà nếu như không có tôi á, sao anh tôi sống được đây? Không. Anh ơi, anh trả anh tôi lại đi. Bạn không có tiền thì tôi bắt anh bạn. Bắt đi thôi. Anh ơi. Đi ra mà. Đã. Đi ra. Ông bày. Đi dùng hai đầu. Tao có một phi vụ cần chị Hai Thẹo ra tay giúp đỡ. Mày biết chị ở đâu không? Từ ngày chồng của chị Hai Thẹo bị xa lư, chị đã dắt theo anh ruột của mình đi nơi khác ở ẩn và hiện giờ đang thành nghề dệt dài. Mày quên rồi sao lông hai lỗ mũi? I still remember. Tao vẫn nhớ. Mỗi lần bích sáo là chị lượm một thằng trong cái chớp mắt. Tao nhớ chị quá. Hay là... Chị à, chị Hai Thẹo á hả? Đại ca quay lại! Ôi trời ơi, chị ơi, tôi không chạy chị ơi! Tới tập 35, cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe bộ phim Hai Thẹo. Hên quá à, em té xuống, em đập cái tay vô cái radio, cái bóp gì nè. Cái thằng kia, em hát luôn. Thợ quá Út ơi, mấy mình đi Út ơi. Thôi, đi chạy. Đi trả cho người ta. Nó nữa kìa. Không cần phải đi đâu nữa hết. Chị nói cho tụi em biết. Khỏi nói nữa chị. Tụi em biết hết rồi. Anh ơi, anh em tụi tôi á, không có tiền đâu mà cướp. Tiền mặt gì nữa chị. Xin chào chị, tụi em đến từ chương trình Quà Tặng Cuộc Sống. Đây là chương trình thực tế của đài CFG. Vừa rồi chỉ là một cái tình huống thử thách cho chị thôi. Chị nhìn xung quanh đi.
hai bên đây, phía trước và đằng sau, ở đâu thì cũng có camera giấu kín. Mấy anh là mấy anh kem máy anh đâu quay phim đó hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, làm á, tôi tưởng cái tiền này là của anh kia. Anh em tôi chạy đi tìm ảnh để trả lại. Em trả anh. Cảm ơn chị. Dạ. Đúng là tấm gương người tốt, chuyện tốt. Chị ơi, dạ thay mặt chương trình đó, tụi em có một món quà gửi đến hỗ trợ cho chị. Đó chính là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng. Không chị ơi, tới 10 triệu lần, chị đương gì là có 7 à. 10 nè, 2 x 5 là 10. Trời ơi, chị tưởng tượng không vui quá. Để em xin gửi chị. Thôi, em không có nhận đâu. Sao vậy? Mấy anh không có bày ra mấy cái này á, thì anh em tôi lụm lại thì cũng trả cho người ta thôi à. Tiền của người ta không có xài được đâu. Nhưng mà chị xứng đáng nhận mà. Tôi không có nhận đâu. Chị không nhận thì sao có tiền mua gà cho anh của chị? Ok. Hai ơi, có tiền ăn gà rồi. Hai đừng nói chuyện gà đây, miếng ăn chỉ là miếng tồi tàn thôi. Trả lại đi, anh hai không ăn gà đâu. Thôi hai giỡn hoài, chờ em chút. Anh ơi, bây giờ khuya rồi, anh biết chỗ nào bán gà mà còn mở cửa không? Xin lỗi. Đừng có làm chị. Quê Út. Anh ơi, anh biết con đường nào gần đây có bán gà khuya không? Không ăn đâu mà. Khỏi tặng quà sinh nhật cho anh hai luôn. Út chưa có tặng cái gì cho anh tặng hai. Rồi, Út đã tặng anh hai từ lâu rồi. Món quà lớn nhất trong ngày sinh nhật của anh hai, đó là sự che chở của Út á. Vậy thôi đủ rồi, trời khóc nữa. Hôm nay Út nhất định sẽ mua gà cho anh hai trước 12 giờ. Trời, giống như cúng giao thừa vậy hả? Chở Út đi mua gà thôi. Chở Út đi mua gà. Biết rồi, từ từ. Đã nói không có thèm ăn mà trời. Hai ơi. Hả? Bể bánh xe rồi. Trời ơi. May mắn này nói tiếp may mắn khác luôn á. Không sao không sao. Út với Hai đi bộ mua gà luôn. Thôi bộ khuya cũng vui rồi. Mà cái đường này tối thui à. Chắc không có cái quán nào đâu. Đi được đây. Rồi còn cái xe thì sao? Bỏ luôn đi. Đã nói không muốn ăn mà. Thôi phải ăn gà. Mệt quá. Cái này sinh nhật Hai mà. Gà chị Út ơi. Gà kìa. Có gà. Gà kìa. Út ăn đi. Dừng lại! Có ai cho tôi hỏi chuyện gì vừa xảy ra ở đây không? Mới ra đánh dữ vậy. Anh ơi, mà dân khu này dữ thiệt anh. Đúng. Ghê thiệt. Phải ghê như vậy mới xứng đáng cho 2-3 ngày qua anh em chúng ta ở đây để học hỏi, để trở thành người trong giang hồ. Ôi! Quá! Anh Cường! Đánh em vậy? Mày Nhi, tao giận chào một lần thôi, đừng có nhây như vậy. Dạ, em biết rồi anh. Anh ơi, hồi nãy đã lắm anh. Em tận mắt chứng kiến, thấy hai băng giang hồ đánh nhau, đã là đã luôn. Đúng rồi anh. Một bên cầm cái tô, một bên cầm cái bô. Ây da! Đánh nữa. Mày dơ. Em nói gì đâu mà dơ. Cái bô. Trời ơi, cái bô xe, trời ơi. Đâu rồi. Anh, đã thiệt anh ơi. Ôi, công nhận như hai băng đánh nhau y trong phim em coi vậy. Anh biết không? Trước khi đến gặp anh, em đã xem rất nhiều bộ phim. Trong đó em thích những bộ phim Người trong giang hồ. Thôi, đi thẳng 100 mét vào trái. Dạ. Dạ. Ủa mày chi vậy anh? Gặp vũ đoàn. Ôi trời, tự nhiên ra gặp vũ đoàn. Em làm giang hồ phải làm vũ công đâu. Mày làm giang hồ hay mày đi ra đi, mày đứng mày nhảy hoài vậy? Dạ em tạo nét vậy thôi.
Học hành không lo học hành, tối ngày rồi tập tành làm giang hồ làm cái gì hả? Anh, tụi em rất là chịu học, nhưng tại trường không chịu dạy thôi. Sao? Tại vì 3 năm nay em thi đại học đều rớt. Tụi em cũng vậy. Chính vì vậy, từ nay tụi em không theo học nữa. Tụi em quyết định trở thành người trong giang hồ. Ôi! Đi thẳng 100m bên trái. Dạ. Quay! Quay! Ôi! Ta nói làm giang hồ phải làm vũ công đâu. Làm giang hồ chứ để đứng dậy hoài vậy? Thì em làm tạo nét vậy thôi. Nè, tụi bay lúc nào cũng muốn làm giang hồ hết. Dạ. Vậy tụi bay có biết người trong giang hồ thì cần làm những gì hay không? Đi thu tiền góp, đâm thuê, chém mướn. À, cho anh tán em. Cái đó là chuyện của mấy thằng cu hồn thôi. Giang hồ là không làm mấy chuyện đó. Chứ giang hồ làm gì anh? Nói đến giang hồ thì phải nói đến nghĩa khí. Không được ỷ mạnh hiếp yếu, phải xả thân vì anh em. Đầu đổi trời, chân đạp đất. Wow, wow! Anh Cường làm giác hồn phải có số má. Dạ. 0909 777 999. Mày đang đọc cái gì vậy? Dạ, số điện thoại má em đang xài á. Số má của mày đẹp lắm, nhưng mà tao không có nói cái số má của mày. Ý tao nói đây là cái đẳng cấp, cái bản lĩnh giang hồ, để hiểu không? Chỉ là cái đẳng cấp, cái bản lĩnh thôi. Anh à, anh đi kiếm khắp 12 quận huyện, 36 phố phường, có thằng giang hồ nào mà giỏi nhạc lý như em không? Ồ ồ ồ ồ, cái tùng, à à à, cái gà, y y y, cái lì. Ngoài ra, em còn nghiên cứu rất kỹ. Để trở thành người trong giang hồ, chúng ta cần phải thể lực dồi dào, sức khỏe cường tráng. Vì vậy mà tụi em đã học hỏi rất nhiều bộ môn thể thao. Bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, xà đơn, xà kép, cứ tạ. Cuối cùng bọn em chọn bộ môn còn lại biết cha. Anh Cường, quay lại gì vậy? Tụi em không thể nào đứng cao hơn anh được. Không thể. Dạng lên không thể. Còn lại với cha đứng lên hết đi. Tôi mệt với cha quá rồi. Làm gì vô đây làm gì như muốn nhảy nhún nhảy hoài vậy? Anh à, anh nói vậy là anh không hiểu rồi. Anh em mình trong giang hồ, sau những giờ phút đâm chém mệt mỏi, rất là căng thẳng, chúng ta cần phải giải trí. Đúng. Chính vì vậy tụi em quyết định chọn bộ môn khiêu. Khiêu. Anh Cường. Ơi, được rồi. Người trong giang hồ thì phải có một cái tên trong giang hồ. Dạ. Tụi mày có tên giang hồ không? Em tin lấy cái tên của em được không anh? Lâm Thắng à? Dạ đúng vậy. Cái tên Lâm Thắng là tên đầy ý nghĩa. Lâm có nghĩa là Lâm Trận. Lên đi bà bông! Thắng có nghĩa là Thắng cái kia. Bỏ đi. Không có được anh ơi. Cái tên đó nghe cũng nghe kỳ quá. Tự nhiên ra đụng anh em đánh lộn cái mình né không mà không được. Anh có tên khác đặt cho em không? Thôi được rồi. Để anh đặt cho mày một cái tên đầy đủ ý nghĩa. Nói về giang hồ thì quan trọng nhất là nghĩa khí. Bởi vì vậy, khi anh em chúng ta lâm trận thì phải coi anh em ở trong tâm như anh nè. À, vậy là em biết anh nên lấy cái tên gì rồi. Tên gì? Lâm Tâm Như. Cái gì vậy? Mình ra giang hồ mà lấy Lâm Tâm Như, đó là diễn viên nữ, nghe nó yếu lắm. Mình phải lấy tên thiệt là mạnh mẽ, đúng không anh? Ừ. Em nghĩ ra cái tên cho mình rồi. Tên gì? Lâm Tâm Như Anh Cường. Mày mới vừa nói gì? Tên gì? Lâm Tâm Như Anh Cường. Thì rốt cuộc mày tên Như hay là tên Cường? Như Anh Cường. Vậy là mày làm anh tao luôn hả? Sai rồi. À, vậy thôi để em đổi tên khác. Em lấy lại tên em đi. Lâm Thắng nghe hay lắm anh. Lâm có nghĩa Lâm Trận, Thắng là giành chiến thắng. Hồi nãy mày nói Lâm Thắng là ra trận là thắng kia kép. Mày nói Lâm Thắng ra trận chiến thắng. Dạ đúng rồi anh, chẳng qua do cách suy nghĩ của mình thôi. Giỏi lắm đại ca. Giỏi lắm. Bởi vì anh nói tụi bay còn yếu lắm, chưa có ra giang hồ được đâu. Anh nói cho mày biết, ra giang hồ là phải đánh đổi nhiều thứ lắm. Em chấp nhận. Và anh để nói cho sẽ biết. Là người đàn ông của đời em. Anh đã
Mày làm gì vậy? Anh nói ra giang hồ phải đánh đổi. Em đổi rồi đó, anh đánh em đi. Ý tao nói á là nhìn cái bản mặt của mày nè, búng ra sữa luôn đó. Em hiểu rồi, anh uống em đi. Sẽ là người đàn thôi! Sao chơi? Tại sao em lại đánh anh? Và anh sẽ là người đàn ông. Và anh thôi đi! Sẽ... Tao tỉnh rồi. Tao tỉnh rồi. Anh tỉnh. Anh Cường, anh nói tiếp đi, em tỉnh rồi anh Cường. Ý của tao nói là mày ra xã hội, mày ra giang hồ là phải có máu mặt, phải có hình xăm, mày hiểu không? Máu mặt, hình xăm, ủa là sao anh? Nói chung là nhiều thứ lắm, để từ từ anh dạy mày. Dạ. Rồi bây giờ bài học đầu tiên của tụi bay là đi lấy cái thao. Dạ, dạ. Lấy cái thao. Cái thao đâu? Lấy đi. Bên đây nè anh, bên đây nè. Anh có rồi anh. Em lấy cái thao nè anh. Mình đi thu tiền góp đúng không anh? Mày điên hả? Thu tiền góp lấy cái thao chi? Ủa chứ đi lấy cái thao làm gì? Giặt đồ. Wow. Làm giang hồ mà đi giặt đồ. Không có bài học nào mà vô ích hết á. Giặt đồ đi. Dạ, em biết rồi anh. Em đã hiểu rồi. Muốn làm giang hồ thì phải giặt đồ. 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 Ý anh Cường nói tụi mình đi giặt đồ là gì sao? Sao bởi anh? Cái động tác giặt đồ này nó giống như động tác mài dao gì đó. Sau này chúng ta ra giang hồ, chúng ta sẽ mài dao thật bén, rồi chúng ta sẽ cùng xông pha trận mạc. Wow! Mày học vô hết đâu, làm đi. Dạ. Làm giang hồ thì phải giặt đồ. Làm giang hồ thì phải giặt đồ. Quá giờ. Dốc. Dốc. Làm giang hồ thì phải giặt đồ. Rất giờ. Dốc. Dốc. Làm giang hồ thì phải giặt đồ. Mình hết đồ của anh Cường rồi. Không sao, chúng ta sắp giàu có rồi. Dạ. Sau này chúng ta hãy mua đồ mới. Em hỏi ai giục cái quần anh đầu em? Có đứa nào giục cái quần anh đầu nó vậy? Là em. Tại sao vậy? Mà anh Cường dạy là ca giang hồ phải nghĩa khí, anh phải giúp đỡ em chứ. Ừ. Ê Dốc, bộ hết cái để đội, sao đội quần vậy cưng? Kiếm cái khác mà đội đi chứ. Lấy cái quần của ai có xin phép người ta chưa? Còn đây là ai đây? Mày ăn có thiên còn tao hả? Cái gì vậy anh? Cuối cùng tao đã có máu mặt rồi. Hay quá bạn ơi. Tụi bay làm cái gì ở đây vậy? Cho tao gặp thằng Cường. Ý, gặp anh Cường. Ôi, ông lẽ tụi nó tính vô xin làm giang hồ giống mình. Thôi, để tao. Mày cũng gặp anh Cường à? Ê, đàng hoàng nha mày. Ê, mày. Thôi, bình tĩnh nào. Tao nói với mày một lần nữa, tao muốn gặp thằng Cường. Muốn gặp anh Cường à? Vậy mày đã có cái tattoo chưa? Tattoo là cái gì? Cái tattoo là cái hình xăm là cái tattoo á. Vậy là mày biết cái hình xăm là cái tattoo rồi đó. Bây giờ mày nói cái hình xăm thì tao mới biết đó là cái tattoo đó. Vậy thì... Nắm là cái này nè. Hả? Wow. Tao nói với mày một lần cuối, tao muốn gặp thằng Cương. Mày muốn gặp anh Cương thì mày phải có cái này. Cái gì vậy? Tụi bay bị điên hả? Cái này là tao kêu mày đưa tiền chứ không phải kêu mày sủa. Sủa. Mày kêu tao đưa tiền hả? Đưa nhiêu? 3 triệu. 3 triệu? Ừ. Cho tao mượn 3 triệu đi. Nè. Rồi, cho tao mượn 3 triệu. Rồi đây, 3 triệu đây. Thôi, tính ra cũng được mày ha. Được hả mày? Quá được luôn, còn gì nữa. Giờ tao mới biết vũ đòn quẹo đi thẳng quẹo trái 100 mét ra đây nè. Ủa cái miếng này ai bày ra vậy? Bà em đây kìa. Nghe ra đây! Tụi mày bị điên hả? Tao nói với mày là cuối cùng, mày không cho tao gặp thằng Cường.
tao giết mày. Mày muốn gặp anh Cường à? Thì mày phải đi lấy cái thao. Làm gì? Để giặt đồ. Đúng, muốn làm giang hồ thì phải giặt đồ. 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 Sao anh Phước giặt đồ vậy anh Phước? Tụi nó bắt tao giặt đồ. Dạ đúng rồi. Em mới nhận nó vô làm giang hồ anh. Dạ. Anh Phước làm giặt đồ chứ. Dạ anh Phước. Quên. Dạ. Nó mới lấy của tao 6 triệu nữa. Ôi trời ơi. Trả 6 triệu cho anh Phước đi. Chết tao lấy 6 triệu. 6 triệu nào? Em lấy có 3 triệu đây nè. Ba triệu à. Anh Phước, Phước. Tụi em múc nó không biết anh Phước lấy đỡ 3 triệu anh Phước. Ê cái này là tao lấy tiền gốc đó nha. Dạ tiền gốc 3 còn triệu. Còn tiền lời á là tao cấn qua cho mày đó nha. Tao nói mày nghe nè. Dạ. Ngày hôm nay là tới kỳ hạn mà trả tiền cho tao. Tiền mày đâu? À, em nhớ rồi anh Phước. Dạ đây, em có chuẩn bị hết rồi anh Phước à. Đây, đây, 1 triệu của em. Dạ, 1 triệu. Mày mượn tao bao nhiêu tiền? Dạ 5 triệu. Sao mày đưa 1 triệu? Dạ, em mấy nay em khổ quá, với lại bệnh quá anh ơi. Mày khổ thì đừng có mày đặt bệnh. Dạ, má em bệnh em gửi tiền về quê. Ô, má chú bệnh hả? Dạ. Má chú bệnh vô nói anh sớm. Dạ. Anh giúp cho chú. Dạ cảm ơn. Má chú bệnh á. Dạ. Thì kêu má chú chết luôn đi. Ôi, ôi thằng kia. Mày vậy sao? Mày cho ra chuyện đó. Mày phải ông nội tao muốn nói gì nói nha. Bị bứt. Giờ sao? Anh Phước ơi, anh Phước cầm đỡ 1 triệu giùm em nha. Mai mốt em làm có tiền em gửi cho anh Phước sau nha anh Phước. Cầm đỡ giùm đỡ 1 triệu hả? Dạ cầm đỡ giùm em. Anh thực sự là anh khó chịu lắm. Dạ. Nhưng mà thôi, cầm đỡ chú 1 triệu đó. Dạ cảm ơn anh Phước chịu lắm. Rồi. Anh Cường. Sao anh Cường? Tao nói cho mày biết. Trong hôm nay mày không trả hết tiền cho tao, tao giết mày nha thằng chó. Tụi bay có tiền không? Đưa tiền cho tao. Nhanh lên. Tụi em làm gì có nhiều tiền vậy? Có tiền anh, mày có tiền không? Không có. Ai vậy chị của em ơi? Con chị con. Ôi anh Phước. Ôi vậy chị Giang. Vậy chị Giang. Dạ Phước. Vậy chị Giang. Dương lục của em. Vậy chị Giang á. Vậy chuyện của em mà. Tụi bay, tụi bay đứng lại trả cho tao. Im. Mất công với chuyện không có đáng gì hết. Ra giang hồ có khi mất cả bản kia. Nhưng mà nó dây chuyền của em mà. Anh Cường, anh lấy lại cho em đi. Anh mà không lấy lại thì em đi lấy đó. Mày thích thì mày tự qua mà lấy. Anh, mày muốn làm giang hồ lắm mà. Làm đi. Anh Thắng. Đừng mà. Đừng Thắng. Anh sợ tụi nó chứ em không sợ. Mày, anh Cường dạy gì chuyện cho tao? Nhiều đó đủ rồi. Ồ, nói là em Út dạy cho nó bao nhiêu đó đủ rồi. Tao xin lỗi, tao đánh em Út của mày. Tao xin lỗi nha. Tao đánh em muốn bực. Anh Cường. Hả? Anh Mão. Anh Cường. Để em chở anh đi bệnh viện anh Cường. Mày chết chưa? Anh Cường. Mày đi tiếp đó. Làm giang hồ có đơn giản như mày nghĩ không? Có giống như những bộ phim mày đã xem hay không? Mày thấy tao không? Là giang hồ được cái gì? Không đâm người ta thì cũng bị người ta đâm. Chưa kể vào tù ra khám, có khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình nữa kia. Anh Cường, đổi lấy được cái gì? Tao đổi lấy được cái gì? Gia đình thì rời xa,
xã hội thì khinh khi chỉ trích tao. Mày thấy có đáng không? Có đáng không? Anh Cường, em không ngờ đời sống giang hồ lại bạc béo đến như vậy. Anh mà nói đúng rồi đó. Mình nên nghe lời anh mày đi. Anh Cường, tụi nó tới nơi cạnh rồi. Cái sao? Lần này đánh hơi mạnh nha. Xin lỗi, diễn hơi sâu. Nhưng mà không sao, bao nhiêu đây thì có thấm thía về những lúc anh em mình song pha chứ. Đúng, đúng không? Anh Cường, vậy là sao? Thằng Phước là bạn của tao. Em hiểu rồi. Vậy là nãy giờ mọi người đang diễn với em đúng không? Đúng, tụi tao đang gạt mày đó. Nhưng mà tụi tao muốn nói cho mày biết, làm giang hồ thì không cần phải giặt đồ đâu. Gì vậy? Anh lộn, lộn. Làm giang hồ thì không có một kết cục tốt đâu. Ừ. Suy nghĩ kỹ đi. Vậy là sao em? Có nghe chuyện này là sao anh Cường? Là má của mày đó. Má của mày đưa cho tao 10 triệu để dựng lên vở kịch này cho mày sáng mắt mày ra đó. Má em đưa anh 10 triệu. Mày tưởng 10 triệu mày lớn lắm hả? Tao phải bỏ ra 5 triệu tao mời đạo diễn Quỳnh Lập dựng lên cái vở tuồng này đó. Còn chưa hết đâu. Tao còn phải trả cho Hình Duy Phước 3 triệu nữa. Tao lời có 1 triệu thôi. Cái gì còn 1 triệu đâu anh? Mày không tính chung hả? Đúng rồi. Ủa? Có tụi bay nữa hả? Đi cơm anh nào. Mày thấy anh em diễn có tâm như mày hay không? Em biết rồi. Mà anh Cường ơi. Gì? Cộng dây chuyền em đâu? Trời, sao nãy nhớ dai quá. Cộng dây chuyền của chú á, thì bây giờ anh em diễn xong rồi thì chú phải mời anh em đi ăn chứ. Trời. Có vụ đó nữa hả? Có sao có. Con này giỡn nó không được. Đây nè chú ơi. Ai mà lấy của chú làm gì? Đây. Trả chú đó. Và anh sẽ là người đàn ông của đời. Tới nữa kìa. Trời đất ơi, ai trồng cây chuối giữa nhà tôi vậy? Lùi tay ra. Xíu nữa là hốt muốn hoài rồi. Tập thể dục thì phải ngó tới ngó lui chứ. Làm cái kiểu gì vậy? Mai là tôi đó, chứ gặp người khác hả? Chắc dễ để yên cho anh à. Trời đất ơi, chị nói vậy là sai. Tập thể dục thì mình tập trung, phải không? Hít thở tôi phải nhắm mắt chứ. Ai mà biết chị vô bất tử vậy? Đi đâu đây? Đi kiếm anh chứ đâu, anh Phò. Anh tập thể dục đó hả? Anh gì? Anh Phò. Là sao? Pho là tư đó, bây giờ đừng kêu bằng tư, kêu bằng pho đi, hiểu không? Ừ. Nhớ tôi không? Chị là ai đây? Ai? Ủa? Chị Tám? Ai? Hả? Ai? Tám? Ớt hả? Chữ ai của người ta đẹp, nghe chữ ớt, chữ ai. Ai là Tám đó, anh đi tập thể dục đó hả? À. Ủa sao ông mang giày ba ta tập thể dục mà phải mang dép kẹp vậy? Chưa có mua à? Ủa tập thể dục sao giống như mặc đồ ngủ vậy? Nè, tôi tập thể dục tôi muốn mặc gì tôi mặc. Mắc mới chị mà gì xỉa xối hả? Hey, thường quá à. Anh biết tôi mặc đồ vậy đi đâu không? Đi đâu mà mặc đồ dị hợm vậy? Đi dạo lối sớm đó anh. Cái gì? Đi dạo lối sớm đó. Cái gì? Đi dạo vòng vòng lối sớm đó. Đi dạo mà chị ăn mặc như là chị đi. Đi dạo lối sớm là mặc này. Nếu mà đi shopping á, thì mặc sore. Còn nếu đi ăn tiệc thì mặc đồ vest. Nếu ở nhà thì mặc đồ phi bóng mà có thêu. À, vậy lúc đi ngủ mặc cái gì? Cái gì? Trời ơi, vậy trúng gió chết. Tay giờ nó mặc vậy không đó anh. Nè,
nói cho anh biết hay chưa, hôm nay tôi qua tôi gặp anh rồi tôi hỏi thăm lúc này vợ anh chị Pho khỏe không. Trời ơi, ta nói thằng con của tôi cứ nhắc anh chị hoài à, nghĩ mà tôi thấy thương anh quá à. Đó, con anh với con tôi đó là hai đứa là bạn thân với nhau, cái gì cũng cùng nhau hết á. Ta nói đẻ cùng năm, cùng tháng, cùng ngày nè, rồi học cùng trường, cùng lớp nè, rồi tốt thì cũng cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nè, rồi vào trong công ty cũng cùng một công ty nữa. Nhưng mà bây giờ con tôi đâu á, tú nó trên trời, còn con nó đã tú nó dưới đất á, thường hết sức gì đó. Mỗi tháng hả, thằng con tôi nó gửi về cho tôi 220 triệu, còn tôi nghe đồn là con anh gửi về cho anh 2.2 triệu phải không? Hey, bởi vậy bây giờ nói má ơi, má mới đừng có làm gì hết á, má ơi bây giờ con già quá rồi mới làm gì cho mệt, má cứ ở không đi, một ngày má cứ lôi ra khoảng 22 triệu má đi shopping cho con đi, xài hết tiền cho con nha, xài không hết tiền là con giận con xé tiền đó. Bởi vì ngày nào tôi xài tôi không biết tôi xài cái gì mà hết 22 triệu đó anh, rồi tôi khổ ghê. Vàng thiệt á, tao nó đeo mà cậu cho anh cướp nó giật cái số tiền để cơ hội sắm vàng khác mà nó không chịu giật. Nó cứ nghĩ là tôi mang vàng giả nhưng mà thật nó khổ lắm anh ơi. Rồi bây giờ nè, hôm nay tôi đến thăm anh là lần cuối cùng. Sao vậy? Không phải là tôi chết hay tôi đi nước ngoài đâu, lần cuối cùng tôi đến thăm anh mà tôi đi bộ. Wow. Bắt đầu ngày mai tôi sắm cano. Cano làm gì? Tôi sắm cano, tôi muốn tài công, tôi bắt tài công dạy cho tôi lướt ván. Lướt ván bây giờ là môn thể thao. Và kể từ giờ phút này tôi sẽ không đi bộ nữa mà tôi lướt ván, tôi ghé từng nhà hàng xóm tôi đi bằng lướt ván. Tôi lướt gì nè. Đắp be bờ cho kỹ nghe không, tôi lướt cái cano tràn như nhà của anh đó. Thôi tôi đi với anh Pho. Đâu vậy? Đâu vậy? Buồn quá giờ đi chơi, đi sắm vàng chứ đâu giờ. Lát mong cho ăn cướp cái giật sợi chuyền này, còn không chắc lát tôi quăng vàng hay tôi bỏ quá chứ giờ sao nè, bây giờ nè. Chỗ đó phòng ngủ tôi đó, cửa ra vô thế này mà. Lộn, phòng ngủ tan quan tác quát vậy, còn phòng ngủ nhà tôi là toàn kiến không. Ai nhìn ra ai nhìn vô cũng thấy hết, toàn là kiến không à. Thương quá à. Đúng là tám nổ mà, đúng là cũng nổ. Chưa chắc ai hơn ai à. Alo. À, ba nè. Hai hả? Khỏe con. À, con sao? Hả? Cái gì? Con mới mua nhà hả? Hay quá. Sao? Hai ngày nữa tân gia. À, rồi, thôi đừng nói nữa. Hai ngày nữa ba sẽ có mặt nha, để mừng tân gia với con. Và ba sẽ có món quà thật bất ngờ cho con. Vậy nha. Rồi, đừng nói gì nữa chứ. Rồi. Bà Tám, kỳ này tôi có đồ chơi lại bà rồi. Bà đã thấy tôi không phải là dạng vừa đâu. Chẳng phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Ra xách đồ phụ má coi. Trời ơi. Cái gì? Mới đi chợ về đó hả? Thánh thần ơi, sáng sớm đi chợ, đi bộ hai bận về mệt xì khói luôn. Bữa nay bà đi chợ bà mua cái gì vậy? Có gì đâu, cũng như mỗi bữa nè, khô, mắm, rau, thịt, trái cây, gạo, muối, cái gì đâu. Bởi vậy, cứ ăn những cái món tầm thường như vậy, bởi người ta khi dễ mình, coi thường mình. Ngộ không? Mắc mớ khi dễ, ai khi dễ? Bà Tám két, bà mới qua nhà rồi nè, bà sỉ nhục tôi. Bà nói nào là con bà với con trai mình đó là đồng trang lứa, sanh cùng ngày cùng tháng ha, mà bây giờ con bà làm cái chức cao giám đốc gì đó, còn con mình chưa là cái gì hết ha. Con bà một tháng gửi cho bà 20 mấy triệu, trong khi con mình gửi 2 triệu mấy. Mà tôi đang thắc mắc tại sao bà lại biết con thằng hai nó gửi cho gia đình mình có 2 triệu. Ai nói trong nhà này? Ai nói? Tôi không có nói rồi đó. Thằng Út nó có nói không? Bà gãi gãi cái gì vậy? Ngứa. Có phải bà nói không? Bà nói cho bà biết phải không? Tôi nói là nào? Tôi sao bà biết? Tôi tâm sự thôi. Bà tâm sự còn quá hơn là nói. Đúng là chuyện nhà. Có sao đâu, thì con mình làm 2 triệu, nói 2 triệu mắc mối gì mắc cỡ mà không nói.
Nhưng mà tôi không thích ai sử dụng tôi hết. Mất mối gì mà ông nghe cái lời bà nổ đó. Bà nổ mà hơi đầu nghe. Trời ơi, con bà làm nhiêu thiệt mà sao biết được. Thôi được rồi, bỏ cái vụ qua một bên. Bây giờ cái vụ này có quan trọng nè. Vụ gì? Thằng hai con mình á, tôi mới mua nhà mới. Cái gì? Mua nhà mới hả? Ừ. Trời ơi, lớn quá. Trời ơi, nhà mới lớn quá hả? Rồi rồi, đi rồi nó sao? Mời mình hai ngày nữa lên nhà nó ăn tân gia. Vậy hả? Ừ. Ông chuẩn bị coi. Trời ơi, con mình mà nó mua cái nhà vậy nó... Dĩ nhiên rồi, mình lên mình nói mình thăm tại không. Phải có món quà cho nó chứ, đúng không? Rồi rồi, được rồi. Ừ. Kỳ này tôi phải đặt quà cho con mới được. Để một lát nữa tôi chạy ô qua bà Chính nha. Tôi đặt bà 100 bánh ít nè, rồi 20 đồng bánh tét. Rồi bắt mấy con gà, hai vịt, rồi tôi nói đặc biệt nữa là dưa mắm nha, dưa mắm. Nó phải dưa mắm lắm, qua đặt bà 8 hũ dưa mắm, bà làm ngon lắm. Trời ơi, trên Sài Gòn đâu có món đó ăn. Bà đặt nó về làm cái gì? Dạ. Cho bà ăn hết luôn. Bây giờ con mình nó giàu rồi, tặng mấy cái món đó có giá trị gì? Ha, bỏ, tôi có danh sách rồi. Ha, nó gọi là cái list. Cái gì? Mình lên kỳ này á, phải mua cho hai vợ chồng thằng hai một cái màn, một cái truyền hình 50 inch mà cái loại nó cong cong vậy nè, đó. Thấy không? Rồi cho nó cái tủ lạnh thông minh. Tủ lạnh thông minh là sao? Trời ơi, nhà quê quá. Tủ lạnh thông minh có nghĩa là sao? Khi mình ở nhà thì nó lạnh, mà khi ra khỏi nhà thì nó nóng. Vậy đồ ăn sao? Hư thì mình mua cái khác mình để vô vào mà. Trời, cái tủ đó là tủ ngu với tủ thông minh vậy? Nè, bà tàu lao. Thánh thần ơi, tiền đâu mà mua. Sơ sơ mấy món đồ mà ông tính thôi á, nổi cái truyền hình đó tôi thấy khủng bố rồi. Trời ơi, cả 100 triệu đó ông ơi. Bà đừng có lo, có tiền hết á. Tất cả cái tiền đó nó nằm ở trong cái tủ thờ nè. Giỡn hoài, bớt giỡn ông ơi. Tủ thờ làm gì có tiền? Nhà mình làm gì có tiền? Tôi nói có là có. Không quá, tủ thờ có gì đâu trong có tiền. Bây giờ tôi mới nói thiệt cho bà biết, trong tủ thờ nó có cái bằng khoáng đất. Mình lấy cái đó mình cầm là dư sức. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Giỡn mặt với tôi hả? Trời đất ơi, mày... Sanh tật quá. Sanh tật gì? Trời ơi, tôi nổi điên giang quá. Trời ơi, suốt ngày riết từ tôi thấy ông sanh tật quá. Tôi không có phụ về tôi cái gì hết trơn á. Tối ngày lo chân diện nè, coi nè, thấy không, đàn ông ăn mặc thấy ớn không? Sao đó, nó đi dép màu xanh, cái quần màu đỏ, cái áo màu cam, thấy ớn không? Rồi bây giờ còn sanh tật nữa. Trời đất ơi, 100 triệu đó, 100 triệu lận đó, biết không? Bao nhiêu trăm triệu cũng không thành vấn đề. Bằng khoáng đất đó là của cải cha mẹ ông bà để lại, đem sẽ bằng khoáng đi cầm là sao? Để không làm cái gì, bụi không? Trời mình ơi, đem đi cầm. Ông lấy ơi tiền sai. Ông ơi, trời ơi, mày ra đây mày coi, mày ra đây mày coi. Dạ. Mày coi, ông cha mày nè, bây giờ sanh thật quá rồi. Đi qua nói chuyện với mẹ tám, mẹ nổ sao giờ về đây học theo cái đánh nổ của mẹ. Mày rồi, coi má, nè. Má mình nè. Cái câu hỏi. Trời ơi. Thế, vụ gì thế? Vụ gì vậy? Đâu có gì đâu, anh hai mày mua nhà mới. Hả? Anh hai có nhà rồi. Chứ sao? Nhà anh hai có hồ bơi không? Có hồ bơi luôn. Có lò sưởi không? Có hết. Khi nào mình lên? Hai ngày nữa. Vậy là mình phải đi mua đồ cho anh hai rồi. Chắc chắn rồi. Ủa, ông ngọt mày chứ ngu. Trời ơi, ông tính tao đã chóng mặt rồi, thêm tao mày tính nữa hả? Yên lặng. Mà tính nhớ, trong nhà này tôi là chủ cái nhà này. Tôi là người đàn ông. Và tôi cũng là người đứng tên trong cái bằng khoáng đất đó. Khi tôi đã quyết định, không ai được cãi. Trời ơi. Trời ơi, chết rồi. Alo. Cái gì vậy anh? Alo. Ai gọi vậy anh hả? Dạ, ai dạ. Vậy? Dạ, em biết rồi. Biết cái gì anh? Biết cái gì hả? Để anh nói chuyện với người ta. Dạ, dạ. Nhưng mà đó, người ta nói cái gì vậy anh? Dạ, anh ơi, anh yên tâm anh đi. Anh là ai vậy? Anh là ai mới được? Người ta ở bên ngân hàng. À, vậy hả? Trời, dạ, anh yên tâm, em sẽ cố gắng giải quyết trong vòng 1 tuần anh ha. Anh hỏi tỷ giá ngân hàng này giá đô nhiêu? Trời, cướp máy rồi. Giá đô bao nhiêu? Cái gì vậy? Sao vậy anh? Trời, em rối quá anh ơi. Mình phải làm anh rối theo á.
anh ơi, bây giờ sao hả anh ba? Thì anh hứa với người ta là cố gắng giải quyết trong vòng một tuần đó. Một tuần hả? Một tuần là mấy ngày vậy anh? Hả? Thôi em một tuần là mấy ngày vậy em? Em cũng không biết nữa, không biết là mấy ngày nữa. Thì anh đang cố gắng bình tĩnh, em làm anh bấn loạn theo em luôn á. Em không bình tĩnh được nữa rồi, một tuần em nghe đồn là 7 ngày phải không? Đúng 7 hình ngày. Như nó là 7 ngày đó. Vậy hả? Trời ơi, vậy là đúng rồi. Trời chết rồi, bấm chuông vậy? Ai bấm chuông vậy anh? Nhà mình có chuông hả? Cái gì, tôi hẹn một tuần mà sao giờ này người ta tới? Trời chết rồi, giờ sao? Đây đây. Giờ sao anh ơi? Trời chắc em chết rồi, em không sống nổi anh ơi. Em. Dạ. Bình tĩnh lại. Anh dặn biết bao nhiêu lần cái gì cũng phải bình tĩnh, hiểu không? Trời anh ơi, bình tĩnh. Giờ này em bình tĩnh được em là con từ chó. Từ từ bấm hoài à. Tôi đâu có làm cái gì đâu. Được mà. Dạ con lại hai ông bà. Ông bà ơi, nhà con hôm nay là có tân gia. Tụi con không có mướn xiếc tới đây để mà ảo thuật đâu. Dạ hai ông bà về giùm con đi. Trời ơi, tiền đâu mình đã. Mấy người lại vậy? Hả? Vô nhà tôi làm cái gì? Hai con không nhìn ra ai hay sao? Ông là ai? Trời ơi. Trời ơi. Tía. Sao tía thay đổi dữ vậy tía? Bữa nay con bị bất ngờ với tía luôn á tía. Trời ơi, con không ngờ tía lột xác một cái quá hớp luôn tía ơi. Tía ơi, tại sao tía thay đổi như vậy hả tía? Tại sao má con có làm cái gì mà có lỗi với tía không? Mà tại sao tía quăng má con ở dưới quê? Mà tía cặp bồ với cái bà này nhìn không có ra gì hết. Tụi bay im đi. Tụi bay mới là có vấn đề đó. Nhìn cho kỹ đi. Đây vẫn là bà xã của tao mà. Đâu phải má của con đâu tía. Mommy là sáng ướp má ơi. Mommy. Tía. Má. Trời ơi, tía má hôm nay tự nhiên ăn mặc cái gì con thấy lạ lạ, nó gì vậy sao á tía? Đâu, nó quỷ thần hả? Tao nói đâu phải tại tao đâu. Cha già dịch đây nè. Mày coi đó, từ cha sanh mẹ đẹp tới giờ tao đâu có ăn diện mà có kỳ cục vậy đâu. Chả bắt tao đi mai bộ đồ y chang bà Tám. Nè, dạ. Mày coi xanh đỏ vàng tím thấy ớn không? Rồi à, mày coi nè, kêu mua cái mắt kiến y chang bà Tám. Đeo vô mày thấy cái mặt tao giống như con cá hồi lòi không? Thấy không? Rồi mày coi cái mái tóc thời của tao, tao để mấy chục năm nay tao yêu thương nhất là cái mái tóc, ngày nào tao cũng gội dầu nhận bầu kết, cái xả tao gội, nước mũi tao gội, mà nỡ lần nào bắt tao đi xén cái tóc mà tao ngồi trong mà cái tiệm uống tóc một tiếng mấy tiếng đồng hồ, một buổi trời ra giống như chó lông xù không? Đủ rồi, bà càng nhằn cái chuyện này từ ở dưới chạy lên đây nhức đầu quá rồi. Tao không cần nhăn được. Mày coi tao ngồi trên chiếc xe đò đó, mà tao đi một dọc từ dưới quê lên đây mà bao nhiêu cặp mắt dồn vô nhìn tao y như là quái vật vậy, mà biết không? Hồi xưa nghèo thì bán lầu bình thường, đơn giản. Bây giờ có tiền thì phải thay đổi phong cách. Có đẳng cấp lên, hiểu không? Có tiền hả? Tía má có tiền hả? Bữa nay là tân gia của con đúng không? Dạ. Tân gia đúng không? Dạ. Tía má lên đây không phải là đi tay không đâu. Có quà bất ngờ cho con. Cái gì nữa tía? Người dẫn chuyện. Trời ơi, ai nữa vậy tía? Người dẫn chuyện ai vậy? Mày không nhìn ra hả? Ai? Mày lại mày coi kỹ coi. Ai vậy anh? Trời ơi, thằng Út. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Mày làm người không làm đi làm chó hả? Sao nó sủa vậy anh? Chuyện cái này ra nói chuyện em. Ngậm sao nói được. Ôi, à. Út ơi, em dạ. Hả Út? Em. Trời em sao, em mặc đồ gì? Dị hợm quá vậy Út? Ê, vậy mới giống với lại tía chứ. Sao? Trời ơi, tía còn đeo nơ. Đặt đó, đặt mới có đó. Hình như có một style nè. Một quá ha. Anh hai, đúng. Dì hai có quà của tía. Đây là dây quà ngoại. Hơn 10 triệu. Đây là nhân sâm. Đó. Còn đây là một sấp vải gấm để cho anh chị mai đồ ngủ cho nó mát. Trời. Đây. Và đây là món quà nữa. Đó. Là sâm cao ốc. Mày khùng hả? Làm gì có món sâm cao ốc? Người ta là sâm cao ly. Không, cái này là sâm cao ốc đàng hoàng mà. Mà tại sao là cao ốc? Lên cao ốc mua sâm đó. Đây mới là món quà đặc biệt. Vậy là cái gì vậy tía? Đây là truyền hình. Hả? TV? 50 inch. TV hả tía? Màn hình công. Trời ơi. Tía làm cái gì vậy? Trời ơi, vợ con rồi tía, cái gì vậy tía? Tôi chỉ diễn tả cái màn hình thôi chứ có gì đâu bà. Diễn tả gì tới công gì tới? Còn một món quà đặc biệt hơn. Đó là tủ lạnh thông minh.
Thông minh sao tía? Tức là khi nó biết mình ở nhà, dạ, nó sẽ lạnh. Ồ. Mà mình đi ra khỏi nhà, dạ, nó sẽ nóng. Chi vậy tía? Để đồ ăn nó hư. Trời ơi. Trời ơi, tôi đã nói cái tủ đó là cái tủ ngu rồi mà nói cái tủ thông minh gì đến mua mấy. Ngu gì mà ngu? Hư vỏ mình mua khác để vô. Trời ơi, tía cần biết nó là tủ lạnh thông minh là tặng cho hai con vậy thôi. Dạ, đừng có thắc mắc nhiều. Cái đó từ từ tính thôi, mình vô trong ngồi với tía. Vô mấy cái điện thoại nữa. Má ơi. À khoan. À tía còn sẽ tặng cho hai con hai cái điện thoại. Ôi, hai cái điện thoại luôn hả tía? iPhone 10. Quá cái gì vậy tía? Tao mới ra iPhone 6 rồi tía. Tao đặt trước nha. Trời ơi. Tía với má làm chưa về đâu. Sốc quá, sốc luôn á. Rồi đi rồi, đi bà, rồi đi bà. Tía ơi. Trời ơi. Phải sạch sẽ chứ. Nhà này ghế sang trọng, phải ngồi phải cẩn thận. Không có thể để dơ ghế con cái, hiểu không? Dạ. Dạ. Tía sạch ghê luôn tía. Dạ nó thật sự dơ rồi đó tía. Dạ nó thật sự dơ ngồi rồi. Ngồi gì quen rồi con. Dạ. Ờ tía, tía mặc bộ đồ đỏ rồi tía ngồi lên cái ghế đỏ. Tía dạ. Giống con tắc kè quá ha. Em. Nó chìm vô cái màu. Dạ. Nói cái gì vậy? Dạ. Dạ, nên nít. Dạo này cái mặt đồ nổi chói chang không mà có bắt tao là nè, đứa xanh đứa đỏ y như đèn vậy. Như tưởng là cột đèn giao thông. Càng giống như là tí má đang hồi xuân hay sao á. Nhưng mà tí nè 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 khoan. Tí dạ. Má có tiền bữa nay là tâm gia đúng không? Dạ, dạ đúng gia đúng không? Dạ. Con có mời con của bà Tám Két tới không? Dạ có chứ tí. Nó là sếp của con mà với lại nó là bạn học của con từ nhỏ tới lớn sao không mời được. Nhưng mà nói tí nghe nè. Mời chứ chưa chắc là nó sẽ đi đâu nha tí. Ủa tại sao? Đây con. Dạ tại vì nó đang bị công ty nó đang bị thanh tra đó tía. Là nó bị dính dáng vấn đề tiền bạc bữa giờ đó. Ủa tại vì công việc của con bữa giờ cũng bất ổn tùm lum á. Hèn gì hổm rà nó không thấy bóng dáng bà Tám Két ở đâu, bà bắt cỡ quá bà mới núp lùm. Đúng rồi tía. À dạ con mời tía uống nước. Cảm ơn con. Dạ con mời tía. Dạ tía má. Ừ. Thật ra dạ chị hai. Chiều nay gia đình con tân gia tía má lên vậy thì vợ chồng con cũng vui lắm. À. Nhưng mà tía má mua đồ chi tùm lum tùm la vậy tốn kém tiền bạc quá à. Ôi. Thôi mày đừng nhắc tới mấy cái vụ đồ. Mày nói tới cái vụ mua đồ là tao nổi nóng. Sao vậy má? Tao nổi nóng mày lên đây nè. Sao vậy má? Trời đất ơi, trời đất ơi, quỷ thần ơi mày nhìn cái mặt vậy. Tự nhiên giờ tao sống nửa đời sao tao nhìn cha này tao thấy ó đâm mày. Đâu, gương mặt của tía không thấy thánh thiện lắm. À. Trời ơi mày coi thánh vật cũng chứ thánh thiện cái gì. Sao vậy má? Mày coi nè nè đó ba cái đồ đạc mà mua lên cho tụi bay nè. Dạ. Đó mày biết tiền đâu ra mua không, tiền ở đâu biết không hả? Ở đâu bà nít? Không có thành vấn đề. Không thành vấn đề hả tía? Ủa? Ngày hôm nay tụi con á giống như á là nghèo á, nghèo mà gặp người mà đại gia đến để mà tụi con có thể chia sẻ. Thưa tía má, thưa với lại Út luôn. Dạ. Nếu như mà tía má lên đây á mà không có điều kiện như vậy á, tụi con không có dám chia sẻ. Nhưng mà bây giờ biết tía má có điều kiện vậy thôi, bây giờ tụi con nói ra luôn để có gì cả nhà giúp giùm tụi con, chứ tụi con cũng hết cách rồi. Muốn gì cứ nói, tía má giúp. Tía dạ. con chia sẻ một cái chút gì đó nhỏ nhỏ của tụi con nha tía. Được. Dạ nhỏ xíu xíu nha tía. Nói đi con. Tía. Thật ra thì cái căn hộ này nè vợ chồng con mua cũng được 1.5 tỷ. Tỷ rưỡi hết tía. Dạ. Đẹp má. Con trả hết tiền cho nhà đầu tư rồi. Dạ, tụi con trả hết rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ thiếu tiền ngân hàng có 1 tỷ à. Dạ. À, tía. Trời ơi. Bây giờ tao thành màn hình công thiệt rồi đó. Dạ, tụi con thiếu 1 tỷ. Tụi con thiếu 1 tỷ, tụi con trả góp cho tiền ngân hàng này nọ. Nhưng mà bữa giờ công ty của con nó bị gặp trục trặc này nọ, thu nhập cũng khó khăn của hai vợ chồng con. Bởi vậy hiện tại bây giờ góp còn thiếu người ta mấy tháng rồi là cũng gần cả 100 triệu á tía. Dạ tía ơi. Bây giờ tụi con hết điều kiện rồi, không biết làm sao góp cho người ta luôn á tía. Dạ. Mày nói cái gì? Con tụi con không còn điều kiện để mà góp cho người ta nữa. Tía chỉ cách cho con góp cho người ta đi tía. Mày đem tao mày góp được không? Trời ơi. Dạ không được đâu tía. Tía giỡn ngoài góp. Góp tía cho người ta chắc người ta giết con luôn đó tía. Sao vậy? Sao giết con? Dạ chị tía nghĩ tía là hàng hiếm mà. Hiếm đúng rồi. Dạ hàng hiếm nhưng mà người ta không có quý tía à. Dạ. Nó nói đúng á. Dạ. Nó nói đúng đó. Bây giờ á, bây giờ sẵn tiện á
tía má có nhiều tiền vậy, tía má mua đồ tặng tân gia cho tụi con không mà hơn 100 triệu rồi. Thì cái chuyện mà tía má giúp tụi con thêm 100 triệu nữa con nghĩ không thành vấn đề gì hết. Cho nên là tụi con mừng lắm. Con cảm ơn tía má trước đã giúp đỡ cho tụi con. Trời ơi, 100 triệu đâu mà giúp? Dạ có, tại vì mình mua gì thôi mà đã hơn 100 triệu rồi. Bây giờ má má nghe con chia sẻ nè, bây giờ tụi con đang thiếu 100 triệu ngân hàng ha. Thì bây giờ tía má cho tụi con 100 triệu để mà trả ngân hàng. Rồi tía má cho con 500 triệu nữa để làm ăn nữa. Trời ơi, đã em. Sao đã? Dạ. Tôi dặn em rồi, cái gì cũng phải từ từ bớt bớt lại làm. Thôi mà giờ má nói như vậy, tía má có tiền mà. Bà ơi, bây giờ tía má sẽ giúp đỡ cho con 100 triệu trả lại. Nhưng mà trước khi giúp rồi con giúp cho ba tía má 100 triệu trả tiền ngân hàng đi. Ủa từ ngân hàng gì má? Ủa ngân hàng gì má? Ba mày đó, ba cái đồ đạc này nè. Mua ở đâu biết không? Tiền đâu mua biết không? Dạ tiền không. Học sách của bà tám nổ, đi theo bà học nổ hả? Hư, sanh thật. Bây giờ lên đây tao biểu mua bánh ít bánh tét, đem cái đồ quê nhà lên cho con cái dưa mắm lên nó thích ăn đem lên được rồi. Không nổ nổ, sợ mắc cỡ với người ta sĩ diện hảo. Vừa lòng ông chưa? Tất cả cũng do sĩ diện hảo học đua đời rồi đem cầm bằng khoáng đất. Hả? Hả? Cầm bằng khoáng đất? Tía ơi, vậy là tiêu rồi. Rõ ràng là bữa nay anh có hẹn thi đấu với cả mẹo ngay tại cái đình làng chuồn chuồn giấy này, mà sao tới giờ rồi không thấy cả mẹo đâu hết trơn hết trọi à? Gì vậy? Em biết rồi nè. Biết gì? Biết sao không? Tại vì cả mẹo á, nghe tiếng Anh tí nhà mình vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại thông minh, cho nên sợ quá bỏ trốn rồi. Đúng rồi đấy. Ai nói tụi tao tới rồi đây? Hả? Ông tỷ. Nè, cái thằng Trạng Tí kia, ai nói với tụi bay á là anh hai tao sợ tụi bay mà không dám ra đình làng này thi tài. Xin lỗi tụi bay à. Anh hai tao đã chuẩn bị tinh thần rất là sẵn sàng. Từ khi mặt trời chưa mọc, từ khi con gà chưa cất tiếng gáy, anh hai tao đã núp ở trong vỏ cần xé. Tụi bay, tụi bay mời công tử ra. Công thành công tử. Đường đường là công tử mà nghĩ sao tụi bay nói tao núp trong cái vỏ cần xé vậy? Không dám đâu à. Tao là tao núp trong cái thùng rác. Tao cấm tụi bay không được cười tao nha chưa. Tụi bay nên nhớ tao chính là Mẹo công 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 công. Mẹo công công. Tẩy tẩy, sao nó nghe tên tao nó cười dữ vậy? Nó cười là đúng rồi. Công công có nghĩa là thái giám, mà thái giám có nghĩa là thám giám. Đấy, cười gì cười. Tao nói cho tụi bay biết nha, tao không phải là thái giám nha chưa. Ý tao nói tao chính là mẹo công tử. Ồ, mẹo công tử. Nghe chưa, mẹo công tử có nghĩa là mẹo công công mà đi tự tử đó. Thôi, các bạn đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ tụi mình á phải mời thầy đồ ra đây để làm trọng tài cho hai đứa mình thi. Thầy đồ ơi. Trời ca, trời ca, trời ca, trời ca. Thầy đồ chứ không phải nét tắp mò đồ thầy ơi. Thầy đồ. Dạ. Thầy chào tất cả các con. Dạ, chúng con kính chào thầy. Bây giờ thầy chính thức tuyên bố cuộc thi văn võ song toàn bắt đầu. Đầu tiên là dòng thi văn. Ở vòng này gồm có hai phần là câu đối và câu đố. Bây giờ ai sẽ là người ra câu đối trước? Bạn Tý đối trước thầy. Mời bạn Tý. Dạ. Trong vườn hoa, hoa lan thơm, hoa cúc thơm, hoa hồng thơm, thơm quá trời thơm. Hay.
sạch sẽ, hợp vệ sinh, chịu. Rồi, bây giờ thầy mời cả mẹo đối lại đi nào. Dạ, nghe nè. Ở ngoài đường, phân người thúi, phân chó thúi, phân ngựa thúi, thúi quá trời thúi. Yeah, yeah, yeah. Yeah cái gì mà yeah. Trời ơi, cả mẹo, con đố gì kỳ cục vậy? Nghe câu đố của Trạng Tí á, nó thật là vi diệu. Của con là vi trùng. Mất vệ sinh nè. Cho nên phần này Trạng Tí chiến thắng. Con cố gắng gỡ gạc phần câu đố nè. Câu đố khó lắm luôn á. Gán mà trả lời nha. Con gì ổn ỉn suốt ngày, hết ăn rồi ngủ gọi là con heo. Trời ơi, trời cười hô cái gì, làm gì mà cười như cười xuyên việt vậy? Ừ. Nè, anh đố cái kiểu gì mà câu trả lời để nằm trình ân trong câu đố vậy? Mày thiệt á, lỗ tai để đâu vậy? Trời ơi, tao đố khó muốn chết luôn, ở đâu ra có sẵn câu trả lời vậy? Anh đố lại đi. Nghe nè, con gì ổn ỉn suốt ngày, hết ăn rồi ngủ gọi là con heo. Đó! Ủa? Có câu trả lời luôn hả? Trời thông minh lắm. Thông minh cái gì thông minh? Con có biết con đố vậy là con mất lượt ưu tiên hay không? Vô duyên vậy. Mời nhạc Tí. Dạ. Câu đố của Tí là: cái gì có mặt không có mũi, có lưng không có bụng, có chân không có tay, và có bầu nhưng không bao giờ đẻ? Biết rồi, dễ lắm, dễ lắm. Cái gì vậy mẹo? Quái vật. Tôi không phải. Khoan, cho 5 giây thử. Mình có 5 giây, ráng đồng não suy nghĩ đi. 1, 2, 3, 4, 5, hết 5 giây. Quyết định gì nha? À, rồi, quyết định chưa? Dạ, dạ rồi. Sao? Thôi. Các bạn ơi, đáp án của Tí đó chính là trời. Hả? Trời. Là sao? Có nghĩa là cái gì có mặt không có mũi, mặt trời, có lưng không có bụng, lưng trời, có chân không có tay, chân trời, và có bầu nhưng không bao giờ đẻ, bầu trời. Ủa mấy bạn bị làm sao vậy? Thôi đứng lên hết đi. Dạ thưa thầy, ở vòng đầu con đã thua rồi, cho nên ở vòng 2 con quyết định bỏ thi. Vòng thi văn anh hai rớt đúng rồi, nhưng vòng thi võ anh hai phải thi. Anh hai kinh nghiệm đầy mình luôn. Kinh nghiệm? Ừ, em thấy ở nhà hả, anh hai bị ba má quýnh bòm đầu hoài à. Chú Duyên à, tự nhiên cay ra, không thi đâu. Thôi, thi đi mà. Nè, thi đi, thi đi, thi đi. Thôi, được rồi. Nhễ tụi bay tao mới thi đó nha chưa. Dạ thưa thầy, con quyết định thi. Tốt lắm. Và bây giờ, thầy chính thức tuyên bố vòng thi tỷ thí võ công bắt đầu. Một thua. Trời ơi. Trải qua hai vòng thi, Trạng Tí là người chiến thắng. Yeah. Cả mẹo thua cuộc. Yeah. Cho nên phải có nghĩa vụ thực hiện lời hứa của mình là về nói báo Hồ Mão không được tịch thu ruộng đất của người dân, đồng thời phải theo các bạn học hành chăm chỉ. Trời ơi, vậy là phải đi học rồi hết trời. Phải học ở trường, rồi học ở nhà, học ngoại khóa, rồi học tự chọn, học đến muốn học máu luôn à. Nếu như các con á mà vừa học giỏi, yeah, vừa diễn hay, yeah, thầy sẽ đăng ký cho cả làng Chuồng Chuồng Giấy mình tham dự cuộc thi Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hồ. Bạn nhà chúc cấm nhung ý nhi gia ngần, Đoàn Trang Đông Hải với bạn Trung Lâm Sơn Tùng, bạn Ngọc Dung Hồng Quang Hoài Tân với bạn Thái Duy, góp sức chung tay cùng nhau thắp lên niềm tin. Biết bao con người bao đam mê cùng bao nhiệt huyết với bao tâm hồn.
niềm yêu nghề tràn nhớ, mang bao tấm lòng tri ân người yêu sân khấu, gửi trao món quà mến thương qua từng lời ca. Khúc ca hát mừng chương trình thành công rực rỡ, ước mong những điều tốt đẹp niềm cười cùng ta. Võ công của các trò đúng là đã tiến bộ vượt bậc. Ta tin rằng không lâu nữa các trò sẽ có thể xuất môn và dùng chính võ công của mình để đi cứu nhân độ thế, giúp ích cho đời, từ đó nâng cao uy tín cũng như danh tiếng của võ đường lên một tầm cao mới. Và muốn được như vậy, ta yêu cầu các trò phải siêng năng tập luyện hơn nữa, và sau này dùng chính võ công của mình đi phát tờ rơi cho võ đường mau nổi tiếng. Phát tờ rơi đi, chia ra nhau, chia ra rồi quận 3, quận 5, quận 7 nghe không, đây quận 4 rồi Nhà Bè, Bình Chánh, rồi con ra đại lộ Đông Tây luôn nghe không, tất cả vào vị trí. Hãy nhớ lấy lời của ta, muốn thành công thì phải có truyền thông, luyện tập võ công giúp ích cho đời, đi phát tờ rơi kiếm thêm thu nhập. Không lâu nữa đâu, võ đường của ta sẽ có thể phát dương quang đại. Alo, bần tăng nghe đây. Không phải, ta là võ sư Diệp Ván đây. Cái gì? Nhà ngươi muốn đến đây để tầm sư học đạo à? Ta e rằng hơi trễ rồi, bởi vì ngay lúc này tại võ đường của ta rất đông người, họ đang chen chúc ngoài kia. Ê, xếp hàng vô, ta đuổi về hết bây giờ. Sư phụ, tắt điện thoại đi, con tới rồi. Hay quá, ta mới vừa đuổi tụi nó về xong. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn con làm đồ đệ cuối cùng của ta. Sư phụ, con đã nghe danh sư phụ từ rất lâu, hôm nay cũng quyết tâm đến đây để tâm sư học đạo. Quỳ xuống. Dạ. Phàm là người học võ công và muốn vào được võ đường của ta, võ đường IPRO chuyên đào tạo những nghệ sĩ đường phố có tên tuổi, thì phải hội tụ đủ những phẩm chất sau đây: tôn sư trọng đạo, kính lão đắc thọ, kính trên nhường dưới, chỉ ngã em nâng. Lỗi, ta nhầm. Nói chung là rất khó, con có làm được hay không? Dạ được. Được, đứng lên đi. Dạ. Con muốn học bộ môn võ công nào ở võ đường của ta? Dạ thưa sư phụ, con muốn học môn tuyệt đỉnh nhất. Như vậy, ta sẽ bàn tới vấn đề học phí. Đúng rồi. Tất cả bộ môn ở đây đều đồng giá, 150.000 một tháng. Quá rẻ. Đào tạo 80 năm mới xong. À, quá lâu. Cho nên ta khuyên nên học khóa siêu tốc đi. Đóng một lần một 15 triệu, đào tạo 15 phút ra nghề luôn. Quá nhanh, con chấp nhận. Được. Ngay bây giờ ta sẽ dắt con đi tham quan võ đường và tìm ra bộ môn nào tuyệt đỉnh nhất mà con muốn học. Đầu tiên là môn công phu được mang tên Cạp Đồ Công. Cạp Đồ Công là môn công phu chuyên lấy tĩnh chế động, y toàn thân dẫn kình chứa thế, nén khí không phát, đưa toàn bộ nội lực vào hàm răng. Muốn luyện được môn võ công này thì hàm răng phải chắc khỏe, mà muốn hàm răng chắc khỏe thì phải đánh răng mỗi ngày 7 lần 7 lần 7, 49 lần trong vòng một tuần. Trong vòng một năm thì không biết bao nhiêu lần, nói tóm lại là cũng không biết tốn bao nhiêu tiền và kem đánh răng rồi đó hả? Đây là cháy dừa. Cháy dừa. Hay quá, vỗ tay, hay quá, tốt lắm. Dừa mà nhầm nho gì? Sở trường của ta là nhai kim loại. Wow, quá dữ. Hôm nay ta sẽ nhai cây kiếm này. Hay quá, công rồi, thôi quá, hay công rồi. Ê, sư huynh, ê, kim giả mà. Cái gì vậy? Đi vô. Sư phụ, đeo răng một tháng không cho cạp.
môn thứ hai đi. Bộ môn này kinh khủng hơn nhiều. Bộ môn này được mang tên là Minh Đồng Gia Sắc. Tiếu Lâm Trận là khởi nguồn của ngoại công Trung Nguyên, chiêu thức linh hoạt mạnh mẽ khác thường, càng luyện sẽ trở thành Minh Đồng Gia Sắc. Trong chiến đấu có thể giảm nhẹ tổn thương mà đối phương gây ra. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là mỗi lần biểu diễn phải tốn công chạy ra chợ mua bột nghệ về sức lên người đó hả? Ta là người Minh Đồng Gia Sắc, đau thương bất cập, ta có thể chứng không bị cơ thảm đinh. Nhưng môn này đã nhiều người luyện thành công, vì vậy ta đã nâng nó lên một tầm cao mới, đó là đạp đinh bằng mông. Wow! Hay, hay! Cố lên đệ tử! Hai! Hai! À! Trời ơi! Kinh thiệt! Kinh thiệt, sư phụ ơi! Kinh thiệt! Bản thân ta còn chưa dạy nó mà! Sư huynh có thể nói cho đệ biết cảm giác của sư huynh bây giờ được không? Đau! Hey! Kỳ sư phụ! Phải nói là đã! Đau! Sư phụ! Bạn định từ ngại con đâu? Bàn đinh thường ngày hả? Sáng thấy giờ đem giặt rồi. Mới đóng con bàn đinh mới đó, thấy tao thương con ghê chưa? Một năm. Trời ơi, bị đâm đứt rồi còn đánh đề nữa hả? Ông chừng cấp cứu đi cha. Chờ chút xíu. Alo, làm ơn tôi đi, một chiếc cấp cứu tới chỗ đường X-Pro. Sư phụ ơi, ông tự đi vô luôn rồi, kêu cấp cứu như vậy? Kêu cho nó hợp lý với tình huống thôi. Bây giờ ta sẽ đến với bộ môn cuối cùng. Bộ môn tuyệt đỉnh nhất. Vâng. Được mang tên Thiết Đầu Công. Wow. Ê, Thiết Đầu Công là môn cung phu thuộc ngoại công dương cương kết hợp khí công nội liễm. Tuy nói môn này thuộc dòng ngoại công, tức là sử dụng sự cường kỳ của cơ cấu bên ngoài, nhưng cũng phải kết hợp được lực khí thần ở bên trong mới có thể đạt được thành tựu viên mãn đó. Sư phụ, sao thấy giới thiệu rồi mà chưa xuất hiện vậy sư phụ? Hồi nãy hai thằng kia xuất hiện, nó đứng ở trong nó đọc giùm, bây giờ tới nó rồi, ai đâu mà đọc. Đọc xong nó mới ra. Ra đi con. Dạ. Hay quá sư huynh ơi, muốn học được môn võ công này phải nhà tan cửa nát. Ôi sao sư huynh? Bởi vì ở trong nhà thấy cái gì gặp cái đó, gặp chừng nào nó bánh nhà thì thành công. Nhà đặc biệt là phải đập đá thường xuyên. Hey, sư huynh chơi chất kích thích hả sư huynh? Đập bảy đá này mấy trăm ký một miếng, hiểu chưa? Các sư đệ, yeah. Lên ra, lên. Đập đi. Đập đi. Đưa đây cha. Lùng quá đập không tới đúng không? Để tôi. Đi ơi. Đập đi. Hay quá. Sư phụ, ổng sao vậy? Mỗi lần nó đập là nó phải đập vài món, chứ đập một món không có xi nhê. Chờ xíu tay vô trong tôi kiếm trái cây ra cho đập. Trái cây hả? Đập trái mới hết được. Sư huynh, nhanh lên. Sư huynh, đập đi. Ai đưa nó trái sầu riêng vậy? Của con. Xin lỗi, ta ra hơi chậm. Ê sư huynh, nó xỉu luôn rồi. À, có cách rồi. Cấp cứu. Alo, cho chiếc cấp cứu tới địa điểm quen thuộc nha. Sư phụ, không đi vô luôn rồi, gọi chi nữa vậy? Nó vô cho hợp lý với tình huống đầu, hiểu không? Nói chung là cái bộ môn ở đây hay lắm, tại vì đệ tử của ta nó không làm đúng ý của ta thôi. Con cứ vô tập đi, ta sẽ đào tạo cho con tốt hơn tụi nó. Ta thấy nghe theo lời của ngươi nên mới xảy ra chuyện như vậy đó. Ê, không có nói bậy nghe chưa? Ta tận mắt chứng kiến, còn bậy gì nữa, ngươi còn chối nữa à? Ta nghĩ từ đầu rồi, thì ra là vào võ đường này không phải để tầm xương học đạo, mà muốn quậy chứ gì. Sai rồi, đệ tử đâu? Dạ. Nó ghẹo sư phụ kìa, chơi nó. Chơi nó. Rồi. Người không nhận cho ta. Ha,
sư trụ trì. Gì? À xin lỗi, đại sư huynh. Đại sư huynh sao này? Đại sư huynh cải trang đây chi vậy? Nếu ta không cải trang thì làm sao thấy những trò lừa đảo của ngươi? Quan quá, quan cho đệ quá. Từ lúc sư phụ mất đi, rồi đại sư huynh cũng biết đâu biệt tích. Một mình đệ cai quản nguyên cái võ đường này. Đệ phải làm như vậy để có tiền duy trì võ đường. Duy trì mà làm những trò lừa đảo như vậy à? Muốn lấy công chuộc tội thì phải kêu tất cả anh em về đây, ta có chuyện muốn nói. Dạ. Loa loa loa, toàn thể anh em đang phát tờ rơi ở khu vực quận huyện phường khắp xã, hãy mau mau tụ tập về võ đường Ít Rồ. Đại sư huynh có lời muốn truyền đạt. Vô đi, vô. Sao nghe tiếng xe đông quá, ra có mấy người vậy? Dạ chạy quá tốc độ bị công an bắt mớ rồi. Ôi anh em, các anh em phải cùng ta tham dự đại hội Tiêu Lâm Hội. Và bây giờ hãy cùng ta duy trì cực kỳ công phu It's Roll. Hey, 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 It's Roll. Bên tao an toàn. Bên tao cũng an toàn. Tốt, mời ông chủ. Trời ơi, cái gì vậy hai thằng ông nội? Làm cái gì quan trọng vậy? Dạ thì đó, ra đây dọn đường tiễn ông chủ đi làm. Trời ơi, vừa phải rồi chứ. Đưa đồ đây. À dạ. Quên. Thôi, gửi ông chủ. Còn cái kiến xong đưa. Ông chủ, mấy ông chủ cho con mượn đi. Cởi ra ngại lắm. Mắc gì ngại mày? Ngại thiệt mà. Thôi mày ơi, mày lé xã hội này ai không biết đâu mà ngại. Tao lé kẻ tao mày. Nhanh lên. Dạ, chào ông chủ. Bây giờ nghe ông chủ dặn nè. Dạ. Hôm nay á là... Đấy, mày coi thường lời nói của ông chủ hả mày? Thì đâu có, con đang nghe ông chủ nói mà. Sao mày không nhìn tao? Dạ, con đang nhìn ông chủ. Tại ông chủ không biết á, nó đứng vậy là nhìn ông chủ đó. Còn chừng nào nó đứng vậy là nhìn con luôn nè. Dạ, đúng rồi. Nghe chưa? Tao mệt hay mày quá, bây giờ nghe tao dặn nè. Dạ dạ. Hôm nay á là... Cái gì nó vậy? Ông chủ ơi, ông dặn mà sao nó đứng giống như nó đang tâm tình với con vậy? Thôi thì nó ghê lắm, hôm qua bên đây con đứng cho. Ờ vậy đi. Mệt chứ hai thằng bay ghê luôn á. Hai thằng bay ráng canh cửa, không có cho thằng ba ra khỏi nhà, phá làng phải sớm nghe chưa? Dạ. Đứa nào mà để nó ra khỏi nhà đó, tao trừ lương một tháng. Hiểu chưa? Ủa tao trừ lương mày vui lắm hả mày cười? Ông chủ quên rồi hả? Nó bị cái bệnh á là khi nào nó sợ là nó cười. À vậy hả? Vậy tao trừ 2 tháng. À chưa đủ đô hả? Chưa đủ đô hả? 3 tháng. Ê ông chủ đừng có giỡn nữa ông chủ. Trời nó mà cười quá nó thắt tim nó chết luôn ông chủ. Thôi được rồi. Ấy, ông chủ không trừ lương nữa, nghe không? Tháng này con làm tốt lắm, ông chủ sẽ lên lương cho con, nghe. Yeah, chủ chủ. Hả? Không mấy ông chủ lên lương cho con luôn đi. Lên lương cho mày hả? Dạ. Ở chừng nào mày hết lé thì tao lên lương. Đi vô. Vũ ơi, bà vô. Chia tao bà ba trên dòng sông thắm. Thấm thoáng con sương bé nhỏ tới mong manh. Nương lá đội nghiêng tóc dài của cái gì vậy? Cho em đang hát mà tự nhiên ông chủ la làm em mất hứng quá à. Hôm nay làm cái gì sắm tuồng thấy ớn ăn vậy? Nè, dặn ba nè. Nhớ là lo cho thằng ba nha chưa? Không có cho nó ra đường nghe chưa? Rồi, tôi đi à. Riết rồi, sao đâu á. Thôi dục luôn cho đầu đi. Trời đất ơi. Trời ơi. Chú xả rác dữ vậy chú? Nãy giờ hai thằng bay ở chổng rình tao phải không? Ê Đức. Dạ. Hôm bữa chú nhờ con giá cho chú cái rèm á, con làm chưa? Dạ chưa xong. Sao kỳ vậy? Dạ con xỏ kim mà nó không vô. Mày khùng quá à, mày phải dòm đến đây nè mày mới xỏ được. Dòm vậy con thấy chú. Mày nó kỳ quá à. Phải, ý nó nói là nó dòm qua vậy rồi nó thấy chú và nó xỏ chúng chú. Hiểu không? Là nó tại nó lé mà chú kêu nó quay qua vậy không có được đâu. Dạ. Ờ ha, chú quên. Thế con mày. Dạ. Hồi đó có làm gì không? Con làm bên dịch vụ mai táng. Trời ơi,
Thôi cái nghề đó là có tâm mới làm được nha con. Thì đó, mà nghỉ rồi, người ta đuổi rồi. Ủa mà lẽ mày vô tâm hả? Phải, đám ma người ta mà tới sợ cười hoài. Cái bệnh sợ là cười đó hả? Con nói con sợ là con cười mà đừng có để con sợ. Thương lắm nghe. Dạ. Nãy giờ á, đứng nói chuyện với Vú ở đói bụng chưa? Dạ đang đói nè Vú. Được rồi, đứng đó đi để Vú vô giặt đồ. Tụi mình bây giờ nhiệm vụ là chỉ có ráng làm cho ông chủ trước. Thấy không? Đứng lại. Nãy giờ tao đứng đây tao có đi đâu kêu tao đứng vậy? Tao không có nói mày, tao nói cậu ba kìa. Trời ơi, cậu ba đi đâu vậy? Mày ra đây mày bắt cậu ba phụ tao coi. Mày mới thấy cậu ba đây, cậu ba chạy đâu rồi? Bên đây là thằng ông nội. Đâu? À, đây rồi. Cậu ba đừng có đi đâu với cậu ba vậy? Hai mày bu tao ra rồi. Tao đi chơi, hai mày làm gì vậy? Đừng có đi chơi. Ông chủ nhà mà không biết đuổi cổ ra đường luôn. Tại sao cậu hai tụi bay không canh chừng? Mà tụi bay tối ngày canh chừng tao hoài là sao hả? Ông chủ nói là chăm một mình cậu ba thôi. Tại cậu ba ra đường chơi ba gai lắm. Tao ba gai gì? Nói tao phá làng phá sớm á hả? Chứ gì nữa. Phá làng phá ông nội mày á. Chứ gì nữa. Cậu ba đó. Cậu gì? Ba hả? Suốt ngày cứ biết cờ bạc rồi rượu chè nở nần trong chất. Bây giờ ông chủ nói hả là không có cho cậu trả tiền nợ ra đâu, cậu tự mà lo đi. Tao biết rồi, kệ tao. Còn bây giờ tao đi ra ngoài chơi. Ê, cậu đừng có đi cậu ơi, ở nhà chơi với tụi con mới vui. Vui, hai mày như hai khùng vậy. Chơi với hai mày giết cho tao khùng luôn quá. Cậu ba muốn chơi gì con năn nỉ cậu ba luôn. Cậu ba chơi ở nhà đi, tụi con bày ra cho cậu ba chơi được không cậu ba? Ừ, phóng phi tiêu. Cái trò phi tiêu, cái trò đó trò con nít chơi. Bây giờ mình phải chơi cái đẳng cấp của người lớn. Mình phóng dao đi, con có tiền chiêu phóng dao luôn. Được, 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 mày đi lấy dao, nhanh lên. Dạ. Rồi, mày qua bên kia mày đứng. Dạ, có dao rồi. Nhanh lên Đức. Rồi, mày phóng đi. Phóng cười nhanh hả? Lên. Phóng mày cười á, nhanh lên. Đó là khoái kìa. Đức ơi, nhanh lên. Đó là khoái, dạ, dạ, Đức dạ. À, đầu tiên là mình phải xác định mục tiêu. Xác định mục tiêu. Cái dùng hết lực, dùng hết lực cái phóng. Nhảy lên. Nó xỉu rồi. Ê, cái trò này vui mày. Mày đi vô, mày làm tâm điểm cho tao phóng. Đứng im. Trò này không có vui cậu ơi. Đứng im, tao đang máu mà. Nhảy lên, bỏ đi, bỏ đi cậu ơi. Đứng im. Út chơi gì vậy? Út cho hai chơi với. Gặp cái mặt ông là hết vui rồi, đi ra. Ê, cậu hai, cứu người. Hả? Tín. Hô hấp. Thở đều. Hít vào. Thở ra. Cậu hai hả? Cậu ba chơi ác quá. Út. Hôm qua ba có mua cho hai á một cái áo thật là đẹp, mắc tiền dữ lắm luôn á. Hai cho Út nè. Út. Rồi. Út. Cậu ba. Cậu ba thấy không? Tao bình thường như vậy nè, mà ông không mua cho tao được cái gì hết. Còn ổng khùng khùng đi vậy đó, tối ngày cứ chiều cái gì cũng có. Tao thiếu nợ người ta, tao xin tiền ổng trả nợ cho người ta, ổng cũng không cho. Được rồi, kỳ này tao sẽ tự tìm cách để kiếm tiền. Riết là tao chán cái nhà lắm rồi. Ông thấy cậu ba cậu đi đâu đi cậu ba? Cậu ba mày đi ra. Ông chủ ông đuổi con một cái gì là thất nghiệp luôn. Làm đi. Làm gì? Thì người ta hay bắt cóc người ta làm gì? Thôi không dám làm đâu ông nội ơi. Mày biết tao nhát mà. Tao sợ hả? Tao xỉu bây giờ á. Mày làm. Tao không dám làm đâu. Sao ông hẹn giờ này lâu quá vậy trời? Sao rồi? Hả? Cậu ba. Con làm theo lời cậu ba rồi đó. Cậu ba hứa kỳ này cho tụi con thiệt nhiều tiền với lại. Chắc tụi con theo nha. Chứ ở nhà bệnh khổ quá. Được rồi. Mấy đứa yên tâm đi. Xong vụ này á, có tiền chuộc rồi. Cậu sẽ dẫn mấy đứa đi làm ăn. Yên tâm đi. Còn bây giờ mấy đứa phải đi chuẩn bị tàu cho cậu. Dạ. Có tiền là cậu cháu mình đi ngay. Nghe không? Đi. Dạ. Ngứa quá.
Ngứa kiến cắn ngứa quá à. Thả hai ra, hai không chơi nữa đâu. Trời cười mấy cái chơi thằng này. Chơi tối hù ngợp quá à. Ôi ngày cái đống kiến gì không biết. Sao? Ngứa đâu tôi gãi cho. Hai ngứa dưới chân nè. Được chưa? Được rồi. Ráng đi. Tôi lấy được tiền rồi tôi thả ông về. Mà Út. Cái gì? Cái gì mà Út? Tôi là bắt cóc tống tiền hiểu không? Ủa, Út cần nhiều tiền không? À, ở nhà hai còn con heo đất á, nhiều tiền dữ lắm á. Hay bây giờ Út dẫn hai về đi, hai lấy con heo đất hai đập hai đưa cho Út nha. Nếu mà không đủ á, hai sẽ lấy tiền của ba hai đưa thêm cho Út nha. Thôi im đi. Ông mà biết cái gì? Ráng chịu đựng chút xíu đi. Tôi lấy được tiền rồi, tôi sẽ đưa ông về nhà. Út, hai mắt. Mắt cái gì? Mắt lét ba lét. Trời đất ơi, sao ông phiền phức quá. Đứng lên, dẫn đi. Ông mở ra hai chân hai ông chủ ơi, ông chủ. Tới ngã ba xong rồi mà. Đúng địa điểm này rồi, ông chủ ơi. Vô, dạ, dạ, đi, đi lẹ đi ông chủ. Tội quá. Tới nhanh gì à? Thằng ba. Mày làm cái gì? Mày làm cái gì thằng ai vậy? Ông đi tìm. Ông mà bước tới tôi sẽ giết anh. Mày xuống. Tại sao mày lại bắt sống đó? Hả? Mày muốn cái gì? Đưa tiền đi. Đưa tiền đâu? Tôi. Cậu ba, cậu ba. Cậu làm gì vậy? Tiền bạc gì ở đây? Tất cả tài sản của ông chủ mai mốt thuộc về hai cậu thôi mà. Vũ đôi lâu. Ông có bao giờ xem tôi là con của ông đâu. Từ nhỏ tới lớn ông luôn mắng chửi tôi. Còn đối với thằng anh khùng khờ này thì lúc nào ông cứng chiều. Tôi thiếu nợ người ta, tôi xin tiền ông để trả nợ cho người ta. Ông cũng không cho. Ông để dành tiền tất cả là cho thằng này nè. Đưa 50 ngàn đây. Thằng ba này sẽ biết khỏi con mắt ông. Để cho ông ta hồn yêu thương cái thằng đần này. Mày im đi. Mày một tiếng cũng thằng đần, hai tiếng cũng thằng đần. Mày có biết tại sao nó lại ra nóng nhỏ này không? Chính là vì mày đó. Ông còn đổ thừa cho tôi đó. Nhưng đó là sự thật. Câu chuyện xảy ra từ 15 năm về trước. Anh hai, anh hai ơi, anh hai. Út ơi, chạy ông hai nè. Đây chơi nè. Nắng quá à. Ê, hay mình ra cái chòi đằng kia mình trú nắng đi hai. Không được, không được. Ba nói cái chòi đó là chòi cũ đó. Gió thổi qua một cái là sập, nguy hiểm lắm. Không có đâu, không có. Út ơi, không có đâu mà. Đừng mà út ơi. Út ơi, coi chừng à. Từ sau tai nạn đó, cậu ba chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Còn cậu hai gì muốn cứu cậu ba mà phải chịu như vậy. Giờ mà Vũ nói cái gì? Ai cứu tôi? Chính là anh hai mày đó. Hai ngợp quá à. Hai ngợp quá à. Thả hai ra đi hai. Mày đất ơi, rồi má. Hôm nay má tới đây má gặp con có chuyện gì không? Em có một ước ao, em có một khát khao, một đôi chân, một đôi chân. Ê, cái gì? Nó qua đây nó có mù mù. Được, để đó cho chị. Ở đây, chị làm là có tính tiền, không có miễn phí nha cưng. Dạ. Ừ, nhưng mà em có gì đó quý giá để đánh đổi hay không? Dạ, nhan sắc của em được không chị? Bỏ đi má, bỏ đi. Trời đất ơi, bà gan, bà nghĩ sao bà lấy nhan sắc của bà đánh đổi vậy bà? Dạ. Yeah. Bà chỉ được có cái giọng hát thôi, bà hiểu không? Dạ. Yeah. Ê trời ơi, chợ, hả? Cô chừng bị hố đó. Em an tâm đi. Cuộc đời chị chưa bao giờ đầu tư lỗ vốn á, toàn là thất bại không thôi. Được rồi, chị đồng ý với cưng. Em đồng ý đổi liền nha. Đổi liền. Đây. Dạ. Cưng hãy cầm lấy. Dạ. Và sức vào đôi chân. Trời. Tao kêu mày sức vào đôi chân sao mày uống rồi? Đúng rồi. Mày đừng trách tại sao 3 tiếng nữa cái chân nó mọc ngay cái mỏ mày nghe chưa? Trời đất ơi, còn dưới cái răng cửa của nó nữa. Bất chấp đi em ơi, bất chấp đi. Bây giờ chỉ có giọng hát rồi. Đúng rồi. Thử máy, máy thử máy đi. Thử máy. Kìa nhìn xem mây bay khắp nơi trên bầu trời cao. Kìa biển sóng xô từng cơn vào bờ bờ bờ. Ôi chị ơi, chị sao giọng con nào hát như dịch cực vậy? Trời ơi em ơi, cái giọng ca nó trời đánh quá em. Ê dạ? Mày dám lường gạt tao phải không?
Trời ơi, em đâu có lừa gạt gì đâu. Cái đó là giọng hát của em đó. Sao? Không tin hả? Không tin. Đi kiếm đi. Kiếm người nào á mà người ta nói là không phải giọng hát của em á. Gặp em cho 5 tỷ. Dạ. Không tin em hát thử cho nghe nha. Và nơi ai là thế giới diệu kỳ. Dưới ánh mặt trời thế giới loài người rực rỡ. Hát hay à? Trời ơi, nó hát xong còn tập quê mình đó, em thấy chưa? Trời ơi, chị ghim nó cái vụ đó rồi. Vậy mà hôm nay nó còn hẹn chị 7 giờ ra đây để giành hoàng tử với chị em ơi. Mấy đứa rồi. Dạ. Làm gì em vô? Dạ. Nè. Dạ. Đó. Quay phim. Dạ, vô đây. Hello. Hello. Nè. Nhìn kỹ nha, nhìn kỹ mấy gương mặt nha, nhìn kỹ nha, đó. Hôm nay á là quên nhìn kỹ con này nữa. Nhìn kỹ nha nè. Xin chào mọi người. Không quên chúc mọi người một buổi tối thật là vui vẻ. Ô la la. Mình là trọng tài nè. Nó nghe nè. Hôm nay tụi này làm cái clip này á là để giật mặt mấy con quỷ và giật chồng, giật bồ người khác nghe. 5 phút nữa tại bãi bơi bộ này sẽ xảy ra một cuộc chiến khốc liệt, xé quần xé áo, tập trung về lấy nhau mới chết. Trời ơi, có vậy không á? Bây giờ muốn quánh lộn phải không? Được rồi, để em làm trọng tài cho. Làm trọng tài nha. Làm trọng tài á phải công bằng nữa cho. Nó nghe nè. Bây giờ á mình á phải hiểu đầu đuôi câu chuyện làm sao thì mình mới làm trọng tài được. Đúng rồi. Để tôi sẽ kể cho chế nghe. Hay câu quá. Chuyện nó là như vậy. Kể đi. Ôi, một không gian thật là đẹp. Ôi. Hoàng tử. Thuyền trưởng ơi. Hoàng tử đẹp cao quá. Em chết với ảnh quá. Sống đẹp quá. Quá đẹp. Biển xanh quá. Quá xanh. Xa xa một con cá ma. Không phải, nó là một con cá mập hồn. À, gần gần một con cù lần. Vô duyên quá, đó là một con mực một nắng. Xác đích con cá lóc mít. Lại càng vô duyên, nó là một con cá bóng. Bởi vì cái mặt nó bóng quá. Ôi, ta rất yêu biển. Mà cũng thật yêu rừng. Dạ. Ta ước mong một ngày nào đó biển sẽ ngập lên rừng. Và rừng sẽ chìm sâu dưới đáy biển. Hoàng tử ơi, ước mơ của ngài thật là giản dị và dễ thương. Cậu được ước thấy rồi kìa hoàng tử. Bảo tới đánh. Ê, có một cái cốt kìa. Hô hấp. Ê, giờ hô bên nào, hấp bên nào? Hô hấp bên này, hô bên kia. À, biết rồi. Bên này hấp nè, bên này hô. Hôi quá. Quỷ biển. Bóng biển. Đó, câu chuyện đó là như vậy. Bây giờ chưa có hết nha. Đó, khi mà em lên bờ, em đứng trên đất liền, em mới phát hiện ra một điều. Ôi, đất liền đẹp quá. Ôi, em thuộc về đất liền. Đất liền đẹp quá. Em đang mãi mê trên đất liền thì em quay qua em thấy con quỷ này. Sao? Nó dí theo hoàng tử. Nó định tranh cướp hoàng tử. Trời ơi, nổi điên quá. Ê con quỷ, mày có duyên quá ha. Có duyên vậy mày hả? Ai dọn đường sẵn cho mày đẻ? Bệnh viện Từ Vũ á má. Từ Vũ hả? Cảm đi. Trời ơi, đánh tôi cái trời. Mày hả mày hả? Trời, mày đánh tao hả mày? Em càng khoan, để em xử. Khờ, quyết tuần thờ chàng trai có con cờ. Ý con cờ là con gì vậy? Là hoàng tử làm rớt con cờ đó má. Không chịu đâu. Mèo nhào vô cùng nhau danh trai. Chọc điên bà đánh banh cái mặt banh. Bà mới banh á. Hấp trai còn sát vô một lần. Bà đây à nóc má ảo má bà khỏi nhìn. Em ơi từ đồ
đành chia tay rồi. Trong tâm nào rồi đêm từng đêm, những khi xung trận hay lúc trầm tư, lòng nghe thương nhớ 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 đôi mình khi vừa mới quen. Em thẹn thùng tay ngắt cánh qua đào, bồi hồi ngập ngừng không nói thành câu, nhưng khắc sâu trong lòng hình bóng bạn chung tình. Trời, làm cái cho quá rồi, đứt hơi vậy nè trời. Tao nói á, trai nhà làm này được cái nết nha, gặp là xỉu, gặp là xỉu. Gái ngoan hiền nè, được dịp á, gặp là hô, gặp là hô. Gì vậy? Cái gì mà chia từng khúc vậy mấy má? Tôi không phải mía. Không, em ăn sushi ba mà. Ôi thần Linh ơi, cuối cùng ngài cũng đã cho con gặp được nàng rồi. Mỹ nhân. Mỹ nhân. Anh gọi em là mỹ nhân. Mỹ nhân. Mày là quỷ nhân đó mà. Có, em là mỹ nhân với ông chàng. Trời ơi, gọi mỹ nhân ơi. Kể từ khi gặp được nàng, ta đã bị ám ảnh bởi gương mặt quỷ biển. Và kể từ đó, ta đã thầm thương trộm nhớ. Nhớ nàng nhiều lắm, cho nên ngày ta không tắm, tối ta quên xức kem. Hả? Nó nghe hoàng tử cũng xức kem nữa hả? Thỉnh thoảng thôi. Ôi, mỹ nhân ngư. Quang quang bang quá. Mỹ nhân ngư của ta. Ôi, mỹ nhân. Yêu. Nghe nè, em là cá hô, cá hô. Cá gì thì kể cá, cho dù nàng có là bạch tuộc đi chắc nữa. Hả? Thì ta cũng yêu nàng. Sao chàng vội vàng quá vậy? Ôi, những chiếc xúc tu thật hấp dẫn và quyến rũ. Ôi, ta yêu nàng nhiều quá. Ôi, cái gì ôi, cá bóng của ta. Ê, hỏi nghe nè. Lúc mà bà bạn tự bay rớt xuống đây, bà có đập đầu vô san hô không? Có, như có hình cục vô rồi đó. Trời ơi, hèn chi bắt hùng quá trời luôn đó. Ừ. Không! Hả? Anh yêu em từ rất lâu rồi. Anh yêu em nhiều lắm. Anh yêu em mà không thể nào tả được luôn á. Anh có thể nói cho hàng nghìn hàng vạn người biết là wow 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 wow. Này ba yêu dễ thương, đừng nói vu vơ, hãy hiểu anh chỉ biết yêu em. Chớ nói chia lìa, chớ nói chia tay. Đừng đợi em ơi lắng nghe trái tim trước khi trách anh. Nhiều lúc em trẻ con, mệt quá đi thôi. Bố con đi này, lúc cần anh thì có anh đây này. Việc gì phải nghĩ suy, anh đi bên ai? Vì anh luôn yêu em, bên em anh cần có em. Hãy lắng nghe baby, baby, baby ơi yêu em. Baby, baby, baby ơi yêu em. Baby, baby, baby ơi yêu em. Chính là đó ước mơ của anh. Mà baby, 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 baby ơi anh ơi. Baby, baby, baby ơi. Lưới tình kìa, lưới tình, lưới tình đây. Trời ơi, giữ cho lưới tình đi. Em giúp cho lưới rồi. Em giúp cho lưới rồi. Giữ cho lưới tình rồi. Xiết em đi chàng, xiết đi. Chặt vô đi em, khó thở, xiết đi anh ơi, khó thở. Giới em chịu thôi. Chặt vô. Nó lọt vào lưới của tụi tao rồi. Dạ, dạ lưới tao muốn mà. Ôi, cái con đứng chính giữa là cái con bạch tuộc. Mày sẽ làm món bạch tuộc nuốn muối ớt. Còn đây là cái con cá bóng. Mày sẽ làm món cá bóng biển kho tộ. Con em. Còn cái con quái vật xanh lè xanh lét này á, đã mập đã xấu mà mày đặt tìm gấu. Ha ha. Ta sẽ đem về cho y học nghiên cứu. Trời. Nghe nói là mỡ con cá ăn khỏe lắm. Biết đâu ăn thịt con cá này vô á, ta sẽ trường sinh bất tử. Đúng rồi. Chính là đại lý hải sản. Ôi chết tôi rồi. Nó nướng tôi kìa. Lửa nóng quá trời, nước mỡ nó chảy ra luôn. Mới tối hôm qua hai đứa nhảy làm bà đà, nhưng sao hôm nay anh nỡ đem em đi khìa. Thôi từ nay đôi ta phải chia tay. Ôi đời em sao lắm chua cay. Không ngờ
ngờ anh cũng khoái sushi. Thêm hành tây, thêm chanh, thêm tiêu, ôi thôi chết em. Khi tình yêu đến, nói yêu nói thương hết hồn. Khi tình đi rồi, tiếng yêu hóa ra dĩa mồm.